ok ha rồi à, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ chào mừng các chị đến với lại uh, chương trình zoom câu lạc bộ chạm đá hoa vàng anh chị và rồi bây giờ xin chị đã nghe rõ thì nói rồi thì anh chị có thể là comment số 1 ha ok à, chúng ta test uh, internet và test mic nhé yeah. rồi ok à, tuyệt vời ha rồi à, chào mừng các anh chị đến với lại cái buổi zoom ngày hôm nay À, vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục anh chị tiếp tục uh, về uh, huy sẽ chia sẻ anh chị về những cái xu thế và những cái bí kíp làm thế nào để có thể là giúp chúng ta đúng không ạ, chinh phục được những cái mục tiêu và đặc biệt là mục tiêu về tài chính trong năm 2024 này được không ạ rồi à, vậy thì bao cho anh chị ở đây là ngày hôm qua chúng ta đã học được cái bài học uh, hiểu được hơn về cái công thức rồi thì có thể comment tôi được không ạ yes à, vậy thì có thể thấy rằng giờ cái sự khác biệt rất là lớn mà cái sự khác biệt nó rất là đơn giản thôi, đó là bạn hành động như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả như vậy. Và à, tùy theo cái hành động của chúng ta, tùy theo cái lựa chọn, tùy theo cái thói quen khác nhau thì sẽ tạo ra cái kết quả khác nhau anh chị. Đúng không ạ? À, và chúng ta đều thấy rằng là gì À không đúng không ạ? Có, có có chúng ta có thể nói là thế giới này à, mọi thứ thì nó đều được vận hành theo một cái quy luật đó là quy luật nhân quả gì chúng ta gieo cái hành động thì chúng ta sẽ gặp kết quả và chúng ta có thể nhìn thấy được là từ một cái nhân đúng không? từ cái hạt chúng ta có thể nhìn thấy được cái quả luôn chúng ta nhìn cái hạt như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cái quả nó sẽ như vậy và đồng thời khi mà chúng ta nhìn một cái quả đi, thì chúng ta cũng biết rằng là nó đến từ cái hạt gì giống như rằng là anh chị chúng ta nhìn cái hạt cam thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta gieo cái hạt cam này thì nó sẽ có quả cam đúng không và nếu như chúng ta nhìn vào cái quả cam thì chúng ta biết rằng là cái quả cam này nó cũng được tạo nên từ đâu ạ à? à từ cái hạt cam anh chị dạ yeah. vậy thì cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy cái kết quả về tài chính uh, sự thịnh vượng thu nhập hay là về những cái yếu tố khác trong cuộc sống của chúng ta thì nó cũng giống như vậy thôi à, anh chị chúng ta gieo cái hành động như thế nào thì cái hành động đó nó sẽ có một cái tính tác động và nó tạo ra những cái phản ứng về cái kết quả khác nhau cùng là một sự kiện thôi nhưng mà tùy theo cái thái độ tùy theo cái lựa chọn tùy theo cái hành động khác nhau của mỗi người thì sẽ dẫn tới cái kết quả khác nhau anh chị đồng ý không? Yeah. Dạ. Rồi thì cũng giống như rằng là một cái ví dụ cho anh chị dễ hiểu hơn đó là ngày xưa chúng ta đi học anh chị ngày xưa chúng ta đi học trong trường ấy có phải rằng là uh, cùng một lớp học đúng không? Cùng một lớp học uh, vừa có khoảng là 50 mươi đúng không? Năm mươi học sinh học cùng là giáo viên giống như nhau, cái lượng kiến thức cũng bằng nhau, thời gian như nhau luôn. Nhưng mà có phải rằng là cái kết quả rằng là có người à, điểm cao, có người điểm thấp không ạ? Có người học giỏi, có người học chưa được giỏi lắm đúng không? Ạ? Dạ. À, vậy thì cái sự khác biệt ở đây, và cái sự khác biệt ở đây đó cũng chính là cái thái độ học nữa. Đúng không ạ? Tại vì có những người trong cái lớp học đó có người thì họ rất là tập trung đúng không? Ạ? Có người thì họ ghi chép nghiêm túc, có người thì họ đúng không? Ạ? À, làm việc riêng có người thì đi ngủ, có người thì ăn vặt đúng không? Có người thì thậm chí là bùng học luôn, bùng học là trốn học, không đi học luôn. Đấy thì cho nên nó sẽ dẫn tới cái kết quả khác nhau là như vậy. Và chúng ta phải biết một điều rằng là mọi cái kết quả hiện tại của chúng ta, mọi cái kết quả hiện tại của bạn thì nó đều là có cái nguyên nhân đằng sau hết. Nếu như hiện tại bạn chưa thành công hay đã thành công về tài chính thì nó cũng đều là có cái nguyên nhân hết. nguyên nhân ở đây đó là do những cái hành động của chúng ta trong quá khứ những cái thói quen những cái lựa chọn cái cách đúng không ạ cái cách mà chúng ta à, quản lý tiền đúng không? ngày hôm qua thì anh chị đã học được về cái công thức quản lý tiền của những cái người thành công và giàu có rồi mà bao nhiêu số anh chị ở đây là ngày hôm nay đã bỏ quỹ tư do tài chính rồi thì có thể giơ tay nó tôi được mà dạ yeah, đúng không ạ ai đã bỏ quả bỏ quỹ tư do tài chính ạ? yes nếu anh chị nào chưa bỏ thì thôi bây giờ bỏ luôn đi à tranh thủ đi à đây là cái quỹ tự do tài chính của chúng ta mà à, phải hãy nhớ là cái số tiền này chỉ dùng cho việc ạ? chỉ dùng cho việc là đầu tư kinh doanh thôi ạ Đây là, đây là cái tương lai huy hoàng về tài chính của mình đúng không Đây là cái kết quả thịnh vượng tự do tài chính của chúng ta anh chị Nếu mà bây giờ mình không có cái này mình không đầu tư cho cái này thì sao ạ à? thì không bao giờ đúng không cái số tiền này nó sẽ không bao giờ có đúng không nó chúng ta sẽ không có vốn cái kinh doanh chúng ta không có vốn đầu tư thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái sự tự do tài chính gì đúng không ạ Có rất là nhiều người người ta nói rằng tôi muốn được tự do tài chính nhưng mà giờ tôi không hành động để đạt được điều đó Đúng không? bạn muốn tự do tài chính thì phải mày làm cái việc để giúp cho bạn tự do tài chính chứ Bạn bạn muốn thịnh thịnh vượng về tài chính mà muốn tự do tài chính bây giờ không cần nói về thịnh vượng tài chính đâu chỉ cần nói tự do tài chính thôi ha. tự do tài chính là như thế nào tự do tài chính thì chúng ta có thể định nghĩa nó rất đơn giản là gì đó là thu nhập thụ động của anh chị nó sẽ lớn hơn cái chi phí mà anh chị à, sống thu nhập thụ động của mình nó lớn hơn chi phí mà mình sống thôi thì nó là tự do tài chính rồi có nghĩa là bạn không cần phải đi làm một công việc nào đó cả bạn vẫn có đủ cái thu nhập thụ động để có thể tu sống mạnh. thì đó là tự do tài chính rồi anh chị đồng ý mà nhưng tự do tài chính chưa có nghĩa là thịnh vượng tài chính ha bởi vì nếu như mỗi một tháng anh chị chúng ta chỉ dùng có khoảng là chưa tới mà chúng ta chúng ta chỉ dùng có 10 triệu thôi và thu nhập của anh thụ động của anh chị cũng 10 triệu thì anh chị không cần làm anh chị vẫn có đủ tiền để anh chị trang trải cuộc sống đúng không ạ chúng ta đủ sống thôi đó là tự do tài chính anh chị nhưng mà nó không có dư để chúng ta có thể là làm những việc khác ví dụ như dư tiền để chúng ta có thể đi du lịch hay là cái việc mà để chúng ta cho con cái mình học trường quốc tế hay là để có thể xây nhà cho cha mẹ hay là để chúng ta có thể thực hiện những cái mục tiêu to lớn hơn đúng không ạ thì cái đó thì nó là thịnh vượng tài chính được không ạ vậy thì bạn phải nhìn ra được cái mục tiêu của bạn là gì cái mục tiêu của bạn là gì bởi vì trong cái cuộc đời này anh chỉ phải nhớ một điều đó là đó là phần thưởng chỉ dành cho người chiến thắng thôi đúng không ạ phần thưởng chỉ dành cho người chiến thắng thôi anh chị à, cái người mà không thành công cái người mà chưa cái người mà cái người không chiến thắng họ đâu có được phần thưởng đâu à bạn có bao giờ tham gia bất kỳ cái cuộc thi nào chưa bạn có bao giờ tham gia bất kỳ cái cuộc đua nào chưa bạn có tham gia bất kỳ mà bạn không cái người, người người chiến thắng mới có cái phần thưởng thôi anh chị ha người chiến thắng họ mới có phần thưởng thôi anh chị mà cái phần thưởng rất là tuyệt vời mà Và chúng ta sẽ thấy rằng là một những cái trò chơi rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta Ngày hôm qua Huy đã phân tích anh chị Đó là giờ tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền hết Tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền Và bây giờ bạn có thích điều này hay không Bạn có không thích nó hay không Thì điều đó vẫn là cái sự thật hiển nhiên thôi Chúng ta đều phải sống bằng tiền anh chị Và nếu như bạn muốn cuộc sống của bạn nó thoải mái hơn Nó dư dả hơn nó có nó mà nhiều cái lựa chọn hơn nó gọi là nhiều cái lựa chọn hơn ví dụ như là gì à một cái người bình thường anh ta và một cái người mà đã thành công về tài chính dư giả về tài chính thì cũng có thể lựa chọn được mà có nhiều lựa chọn hơn chứ ví dụ như anh chị đi ra chợ thì chúng ta có nhiều tiền hơn chúng ta có thể lựa chọn những cái thực phẩm nó tốt hơn nó tươi sống hơn nó có cái gì nó đảm bảo hơn anh chị đồng ý mà ví dụ như là nếu anh chị nào chúng ta muốn ăn rau sạch không ạ à? thịt sạch rau sạch đúng mà thực phẩm sạch thì chắc chắn là giá của nó sẽ mắc gấp 3 lần so với lại những cái thực phẩm bình thường và đương nhiên là bạn tùy theo cái, cái 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 cách bạn lựa chọn thôi đó là lựa chọn và đó là cái quyền được lựa chọn của mình anh chị đồng ý không ạ? Dạ chúng ta có quyền được lựa chọn hay là bạn cũng có thể là dạ, à, một cái người mà thành công về tài chính một cái người dư giả về tài chính anh ta cũng có thể ăn một cái quán ăn lề đường một cái nhà một cái quán cơm bình dân không sao cả nhưng anh ta cũng có quyền được lựa chọn để có thể ăn tại một trong những dạ, những cái nhà hàng sang trọng Đúng không ạ, anh ta có thể ăn trên du thuyền, anh ta có thể ăn trên máy bay, anh chị, anh ta có thể đi trải nghiệm những cái tuyệt vời nhất và đó chính là một cái cái quyền được lựa chọn, anh chị. Hay chúng ta nói về việc rằng là à ví dụ như là uh, cái này thì nó không tích cực lắm nhưng mà chúng ta phải nhìn ra sự thật, anh chị. Bởi vì nó liên quan tới cuộc đời của mình và gia đình của mình. Ví dụ như là trong gia đình của bạn có một ai đó không được khỏe đi, thì bây giờ nếu như bạn có nhiều tiền hơn thì bạn có quyền được lựa chọn cho cái người thân của mình ở một cái điều kiện y tế tốt hơn đúng không ạ? Yeah. Sẽ có bác sĩ riêng, sẽ có phòng riêng, sẽ được hỗ trợ tốt hơn. So với lại là nếu mà chúng ta không có cái cái điều kiện về tài chính đâu. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy đó là cái... Bởi vì đo mọi, chúng ta đều sống bằng tiền cả anh gì? Hay là thậm chí là con gái của mình, bạn muốn con gái của mình được học ở những cái môi trường tốt hơn. Đúng không ạ? Thì bây giờ mình cái lựa chọn của mình là gì? Mình có lựa chọn là gì? nếu như bạn anh chị chúng ta dư giả hơn về tài chính thì có thể chúng ta cho con cái chúng ta học ở những cái môi trường quốc tế mà à, những cái môi trường mà những cái thầy cô giáo tại sao những cái môi trường quốc tế nó nó đóng nó, đống, nó tìm rất là mắt thứ nhất là tại vì cơ sở vật chất rất là chuyên nghiệp thứ hai là điều quan trọng hơn rất là nhiều đó là cái chi phí cho những cái thầy cô giáo ở đó rất là cao học phí cao là bởi vì những thầy cô giáo ở những cái ngôi trường đó là những người giỏi, những người xuất sắc, những người cực kỳ tài giỏi. Bạn có bao giờ nghe câu là tầm sư học đạo chưa? Người ta giỏi cho nên là người ta được trả lương cao, người ta được trả cái thu nhập cao. Cho nên bây giờ bạn mình, con mình mình muốn học học từ những cái người đó thì mình phải trả tiền cho họ. Chúng ta đều có quyền được lựa chọn. Anh chị đồng ý mà. Dạ. Vậy thì cho nên là Huy mới nói anh chị cái điều này là gì? Đó là dù bạn có thích điều đó hay không, dù bạn có thích cái điều này hay không thì nó vẫn là cái sự sự thật mà chúng ta phải chấp nhận và trong cuộc chơi về tài chính anh chị thì hôm qua khi cô nói với anh chị đó là anh chị không cần phải uh, tranh đua với ai cả anh chị không cần phải tranh đua với ai cả chúng ta không cần phải chiến thắng ai cả anh chị đúng không mình và bạn của mình hay là người gia đình của mình hay là với đồng nghiệp hay là với hàng xóm lan gì anh chị không có liên quan gì tới chúng ta cả. Riêng về cuộc chơi về tài chính thì nó là tài chính của mọi người ở đây. Vì của chúng ta đó là chúng ta chiến thắng chính mình thôi. Chiến thắng cái trò chơi này thôi. Trò chơi này là trò chơi chúng ta chơi. Nhưng mà chúng ta không cần phải cạnh tranh với ai cả. Chúng ta không cần phải hơn thua ai cả. Người khác người ta giàu đó là tiền của họ. Đó là tài sản của họ. Mình giàu mới là cái hạnh phúc của mình. Anh chị theo kịp không ạ? Đấy. Thì đó mới là cái, cái điều quan trọng anh chị. Vậy, vậy thì quay trở lại cái bài học ở đây là gì? Đó là phần thưởng chỉ dành cho người chiến thắng và cái phần thưởng cho những người chiến thắng trò chơi về tiền bạc ấy, thì nó rất là tuyệt vời luôn phần thưởng cho những người chiến thắng về trò chơi tiền bạc thì thứ đầu tiên mà bạn có được là gì chính là sự tự do thật sự sự tự do thật sự sự tự do thật sự thì chúng ta thấy là giờ. tự do thật sự đó là bạn có thể làm có thể đi đến bất cứ đâu làm bất kỳ điều gì với bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào. Đó là sự tự do thật sự. Chúng ta tự do về tài chính. Chúng ta không phải làm cái công việc mà chúng ta không thích. Chúng ta không phải làm một cái việc. Đúng không? Chúng ta biết rằng là làm việc thì nó là một cái điều rất là tốt. Bởi vì sao? Chúng ta không làm việc thì chúng ta sẽ không tạo ra được giá trị. Nhưng có một cái điều rất là tuyệt vời đó là giờ nếu như mà bạn có thể làm cái công việc mà bạn yêu thích bạn làm cái công việc bạn đam mê, bạn làm cái công việc mà bạn cảm thấy hạnh phúc ấy, thì đó là điều vô cùng tuyệt vời. và khi bạn thật sự tự do về tài chính thì bạn hoàn toàn có thể làm được cái điều đó. anh chị hiểu không? Dạ, thì đó chính là cái cái lợi ích đầu tiên, cái lợi ích thứ hai thì chúng ta đã thấy rằng chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn. thì nói về sự lựa chọn thì lúc nãy huy cũng đã phân tích cho anh chị rồi thì sẽ không nhắc lại ở đây đúng không ạ chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn cho cuộc sống của mình chúng ta có thể trải nghiệm theo cái ý thích của mình mình có thể đi đâu cũng được mình có thể là trải nghiệm mình được lựa chọn những cái điều tốt hơn thậm chí những điều tốt nhất nữa nếu như anh chị có cái tiêu chuẩn cao hơn được không ạ à và tiếp theo thì chúng ta ngoài cái việc đó thì sao ạ à? ngoài cái việc đó thì chúng ta có thể và chúng ta sẽ có được một cái thứ mà còn tuyệt vời hơn nữa là ngoài những cái điều là chúng ta có những cái gọi là sự tự do hay là về cái việc mà chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn thì chúng ta sẽ còn có một cái thứ rất là tuyệt vời nữa. Đó là gì ạ? Đó là bạn hoàn toàn có thể là bạn hoàn toàn có thể giúp được nhiều người hơn. Bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn anh chị. Anh chị có đồng ý không ạ? Dạ. Ví dụ như bây giờ nếu như bây giờ bạn chỉ có là 10 đồng thôi và bạn có thể là bạn cho đi hết 10 đồng đó thì bạn cũng chỉ có thể giúp được một ít. Nhưng nếu như mà bạn có tới 1.000 đồng thì bạn có thể giúp được số lượng gấp 100 lần. Và nếu như bạn có giờ có cả triệu, có cả tỷ thì bạn sẽ giúp được cái số lượng người nhiều hơn. Nữa. Đó chính là cái 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 lợi ích rất là lớn khi mà chúng ta chiến thắng phần thưởng rất là lớn cho cái việc mà chúng ta chiến thắng cái cục chơi về tài, tài chính của mình được không ạ? Yes. Vậy thì cho nên là hãy quay trở lại cái bài học đó là gì? Lựa chọn thì tạo ra kết quả. Ngày hôm nay kết quả về tài chính của bạn như thế nào thì nó đều có cái lý do của nó. Nó đều dẫn đến là kết quả ngày hôm nay nó là cái 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 Nó chính là cái hệ quả của những cái thói quen, những hành động, những lựa chọn của chúng ta trong quá khứ. Và tương lai thì nó chưa xảy ra. Vậy cho nên rằng là cái điều rất rất là quan trọng ở đây là gì? Đó là những việc anh chị làm ngày hôm nay. Những cái hành động, những cái thói quen mà chúng ta đưa ra cái lựa chọn trong ngày hôm nay, nó sẽ ảnh hưởng và nó sẽ quyết định những cái tương lai về cái sự huy hoàng về tài chính của chúng ta. Và đây chính là một trong những cái tương lai đó, quỹ tự do tài chính. Nếu anh chị muốn tương lai của chúng ta huy hoàng về tài chính, chúng ta muốn tương lai của mình là tự do về tài chính, thì đây chính là cái vốn liếng cho việc đó. Và giờ sẽ hiểu bài học này tôi ạ. À. Và hãy nhớ một điều rằng là số tiền này chỉ dùng cho mục đích là gì ạ? Đầu tư và kinh doanh thôi. Chỉ dùng cho mục đích thôi. Nếu như bạn dùng cái mục đích, nếu như tại vì thôi, sau đó chỉ là trong những cái ngày đầu tiên á, trong thời kỳ đầu khi mà anh chị chưa có nhiều tiền trong cái này này, cái quỹ tự do tài chính anh chị nó còn ít ấy, thì anh chị vẫn còn có thể giữ được cái sự tập trung của mình nhưng mà khi mà nó bắt đầu nhiều nhiều lên nó bắt đầu lên tới khoảng là 7 rồi tới 10 tới 20 tới 30 tới 50 triệu hả thì sẽ có rất nhiều người sẽ và không giữ vững được anh chị ha và ngay cái thời điểm đó chính là lúc mà bạn phải nhớ là thời khắc bạn dùng cái số tiền này cho một cái việc khác trừ cái việc là đầu tư kinh doanh thì đó chính là thời khắc bạn đang phá hủy cái tương lai huy hoàng về tài chính của bạn. Không ai làm điều đó thay cho bạn cả, không ai làm điều đó cả, chính bạn làm điều đó. Anh chị có hiểu không? Cái quỹ tự do tài chính này chỉ có một chỉ được dùng cho việc là đầu tư kinh doanh thôi. Anh chị không được dùng để cho mua sắm hay là để làm cái này làm cái kia hay là nhiều khi là tới Valentine ngày mai là Valentine đúng không? rồi bạn gái đòi quà đúng không? bây giờ hết tiền rồi ôi bây giờ không có tiền để 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 để, để mua quà cho bạn gái quỹ tự do tài chính có 5 triệu nè rồi thế là thôi mượn đi đúng không? lấy ra lấy ra đi mua chai nước hoa đúng không? lấy ra đi mua uh, cái túi sách hay gì đó rồi tháng sau mình sẽ trả lại đây. tháng sau có tiền là mình sẽ trả lại liền có trả không ạ? À? còn lâu mới trả bạn mới nói với anh chị nè tiền ấy, người khác ấy, mình mượn người khác người ta đòi mình rã họng luôn mình còn không muốn trả bây giờ mình mượn mình nữa hả có trả không mà? thôi xí xá luôn xí bùm bùm luôn ấy. anh chị ha đó không bao giờ trả lại đâu cho nên là rút kinh nghiệm đi ạ à chỉ dùng cái việc kinh doanh đầu tư thôi không có mượn để làm việc khác được không ạ à? cũng không có đi cho người khác mượn nữa chúng ta đã có quỹ cho đi chưa hôm qua học có quỹ cho đi không ạ à? có đúng không thì cái đó là quỹ cho đi đó năm thôi còn cái này là tương lai huy hoàng của tôi tôi không có đưa cho bạn được đây là cái tự do tài chính của tôi nè số tiền này càng tăng lên càng tăng trưởng bao nhiêu thì tôi càng nhanh tự do tài chính bấy nhiêu anh chị hiểu mà đấy ví dụ như huy chị nói đơn giản thôi ví dụ như cái số tiền này anh chị để dành anh chị tiết kiệm và anh chị sao ạ à? nó cứ lăn nó tăng lên nó tăng lên nó có cái rất là hay là luật hấp dẫn nó sẽ giúp cho cái cái số tiền này nó tăng lên theo thời gian thôi một thời gian sau anh chị thấy là cái quỹ tự do tài chính của anh chị nó nhiều lắm nó cực kỳ nhiều luôn và mỗi ngày anh chị bỏ vào 500 trăm ngàn là chuyện bình thường đúng không ạ mình bỏ vào để có lệ thôi nhưng mà thật sự là nó cứ tăng lên liên tục anh chị và khi đó thì sao ạ nhiều khi là chúng ta sẽ có tiền để chúng ta kinh doanh này có tiền để chúng ta giật cho tiền để chúng ta đầu tư này đúng không và khi đó thì nó tạo ra những cái dòng thu nhập thụ động cho mình tạo ra những cái dòng lợi nhuận cho mình đúng không và sau đó là chúng ta sẽ có được cái sự tự do tài chính thôi anh chị ha và khi tự do tài chính thì có thể là tiến lên cái mục tiêu là thịnh vượng tài chính được không ạ thì đó cũng chính là một trong những cái mà Huy chia sẻ cho anh chị Về cái đầu tiên đó chính là chúng ta phải chịu trách nhiệm Với lại cái thói quen quản lý tiền của mình Vậy thì đó là cái về cái điều đó đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta nói tiếp tục anh chị đúng không ạ? Ngày hôm qua thì chúng ta nói về là hai cái hai cái tư duy thịnh vượng mà Thứ nhất đó là về tôi là nhà quản tiền xuất sắc và thứ hai đó là tôi luôn trả cho mình trước. Và tôi trả cho mình trước thì nhớ là gì? Đó là chúng ta trả cho mình giàu lên anh chị nha. Bởi vì anh chị có thể thấy là gì? À, chúng ta dùng tiền để chúng ta mua những cái thức ăn những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe thì có phải là mình đang trả cho mình giàu lên không ạ? Yeah. Dạ giàu có về sức khỏe mà khi mà bạn giàu có về sức khỏe thì bạn có thể làm việc bạn có thể học học tập đúng không ạ? Bạn rất là năng lượng luôn bạn có thể lên đúng không? Rất là ok. Còn bao giờ số chị ở đây đã từng đó mà những ngày tết vừa qua có ai ở đây là, là đã uống hơi bị nhiều rượu bia đúng không ạ? À, Nếu anh chị uống hơi bị nhiều rượu bia thì có thể là anh chị sẽ cảm thấy không khỏe đúng không? Và những cái thời, những cái khoảng khắc mà chúng ta không khỏe như vậy thì cho hỏi anh chị chị, anh chị muốn học tập, anh chị muốn làm việc, có làm được không ạ? À? Không được không ạ, à? lúc đó chúng ta ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, làm việc cũng không được, chơi cũng không xong luôn. Lúc đó chỉ mong muốn là khỏe lại thôi, đúng không à? và nó còn không dễ chịu tí nào nữa. Thế cho nên là giờ đầu tư cho sức khỏe của mình chính là trả cho mình trước, cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó là đầu tư cho trí tuệ đúng không ạ đầu tư cho trí tuệ là đương nhiên rồi đúng không ạ cái người nào mà nói rằng là không không cần học mà cũng thành công không cần đầu tư cho trí tuệ thành công thì người đó đang thất bại hoặc là người đó hiện tại đang là rich kid con của một người giàu có gì đó đúng không ạ vẫn còn trẻ trâu lắm vậy thì chúng ta phải nhớ một điều là gì đó là chúng ta phải đầu tư cho tư duy đầu tư cho trí tuệ của mình tư duy càng lớn tư duy càng tăng lên thì thu nhập càng tăng lên tư duy tăng lên thì tiền tăng lên Đúng không? và hãy nhớ là kiến thức là vô tận nha kiến thức là vô tận đây là một trong những bài học cắt giá nhất trong cuộc đời của chúng ta anh chị kiến thức là vô, vô tận đừng bao giờ nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ anh chị ha đừng bao giờ nghĩ là mình biết tất cả mọi thứ không có cái gì là mình có thể biết hết thật là chúng ta chỉ thật sự chỉ biết có một phần rất, rất 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 nhỏ cái kiến thức của nhân loại thôi kiến thức là vô tận anh chị và hãy đầu tư cho trí tuệ của mình hãy mở mang cái tầm nhìn tư duy kiến thức hiểu biết của chúng ta lên và cứ mỗi ngày lại có một cái phía phát minh mới mỗi ngày lại có những cái kiến thức mới mỗi ngày nó lại có một cái điều gì đó mới đúng không Vậy vì chúng không bao giờ có cái chuyện mà mình 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 không học gì cả mình không làm gì cả mà mình lại có thể là là có được cái sự hiểu biết được chị chúng ta phải phát triển chị đúng không và hãy nhớ một cái điều đó là hay đó giờ cái gì vận động nhiều thì cái đó sẽ phát triển giống như anh chị chúng ta chơi tập tập tạ nhiều thì sao à thì chúng ta sẽ có cái cơ tay đúng không à nếu chúng ta chạy bộ hay đi xe đạp nhiều thì chúng ta sẽ giờ dạ, có cái giờ dạ, bắp đùi rất là đẹp đúng không ạ và cái điều là nếu như chúng ta liên tục nâng, nâng, cấp cái tư duy của mình chúng ta đọc sách học phát triển bản thân rèn luyện những cái tư duy trí tuệ của mình thì sao ạ à? thì mình sẽ thông minh hơn mình sẽ thông minh hơn anh chị yes. Và ngày hôm qua thì cũng đã phân tích với anh chị về cái việc rằng nếu như cứ mỗi một tháng anh chị học được thêm hai bài học mới thôi thì và chúng ta chơi với 10 cái người bạn cũng như vậy thì sau một năm chúng ta sẽ học được bao nhiêu bài học ạ? À? Dạ 264 bài học đúng không ạ? Có phải là thông minh hơn rất là nhiều không ạ? À? đó chính là cũng là cái bí kíp để thành công đó anh chị. Rồi, tiếp theo là dạ, tiếp theo đó là chúng ta sẽ nói về cái thứ ba đó là giúp lúc này Huy nói anh chị. Đó là cái này ạ. Đúng không ạ? Đó là dùng cái dòng tiền để dùng cho cái việc là dạ kinh doanh và đầu tư. Bạn phải tạo ra những cái dòng tiền thụ động cho mình và muốn được có những cái điều đó thì bạn phải tạo ra cái bạn phải có khả năng kiếm tiền chứ đây ạ bạn phải biết được rằng là cái gì nó tạo ra thu nhập thụ động cho mình nếu như cái công việc hiện tại của anh chị nó không tạo ra thu nhập thụ động cho anh chị thì chúng ta phải hiểu ra là nó là cái thu nhập từ việc làm thôi và mình cần phải làm cái gì đó để tạo ra cái dòng thu nhập thụ động cho mình anh chị và đây chính là cái số tiền để dành cho việc đó đó, đó là quỹ tự do tài chính của chúng ta ok chưa yes. trả cho mình trước là như vậy anh chị chỉ cần nhớ đơn giản thôi <laughs> cái số tiền của mình này, mà mình bỏ tiền ra mình dùng mà nó giúp mình giàu lên thì đó là trả cho mình còn nếu như mà khi mà chúng ta dùng cái tiền đó mà nó làm cho mình bớt giàu đi anh chị thì sao ạ à? thì nó không phải là quỹ tự do tài nó không phải là trả cho mình trước mà nó trả cho người khác giàu lên bởi vì tiền của mình nó sẽ từ túi mình sang túi người khác anh chị ha đấy và phải hiểu được đó ok chưa rồi và tiếp theo cái tư duy tiếp theo chúng ta có thể thấy là gì đó là cái tư duy thịnh vượng tiếp theo đó là tôi bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Nếu anh chị nào chưa bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính thì anh chị có thể bỏ nhé. Đúng không ạ? Mỗi ngày đi và đây hãy nhớ là đây là thói quen thì quan trọng hơn số tiền anh chị nhé thói quen thì quan trọng hơn số tiền bởi vì rằng là nhiều khi anh chị cứ nghĩ rằng là à tôi phải bỏ nhiều tiền lên nhưng mà cái việc là chúng ta lập thói quen cho mình mỗi ngày chúng ta cứ bỏ tiền đi có bao nhiêu bỏ bấy nhiêu đúng không ạ có một nghìn hai nghìn này huy vẫn để tiền lẻ huy cũng bỏ vào đây này đúng không ạ à cứ bỏ vào cứ bỏ vào thôi đúng không ạ và chúng ta để như vậy để chúng ta có một cái thói quen để huấn luyện với cái tiềm thức của mình để tiềm thức của chúng ta thấy là gì à chủ nhân của mình đang muốn tự do tài chính chủ nhân của mình đang tập trung vào tự do tài chính thì tiềm thức của chúng ta sẽ kết nối với lại những cái quy luật hấp dẫn đúng không ạ để thu hút những cái nguồn lực những cái uh, đối tác đúng không ạ à, những cái rất là nhiều cái thứ ở ngoài kia thì chúng ta có thể thấy được là à những cái nguồn lực những con người những cái cơ hội đến với chúng ta thì lúc đó thì chúng ta sẽ nhanh chóng tự do tài chính được không ạ yes rồi rồi và thứ tư đúng không ạ thứ tư đây là một cái điều rất hay cái gì đúng không ạ cái tư duy thịnh vượng thứ tư đó là tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm tôi rất càng ngày càng nhiều tiền đúng không ạ à, chúng ta cần phải hiểu một điều là sự khác biệt giữa những cái người mà triệu phú và những người chưa đạt được cái cột mốc này. Đó là những nhà triệu phú họ dùng tiền để làm gì ạ? À? à họ dùng tiền, à, họ, 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 họ họ sử dụng tiền gì? Họ sử dụng tiền để phục vụ họ. À, trong khi là những người khác lại gì à theo đuổi đồng tiền và tiền thì là một cái đầy tối vô cùng tuyệt vời anh chị nhưng lại là một cái ông chủ tồi hãy nhớ điều đó anh chị ha tiền là một cái người đầy tối vô cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị nhưng lại là một cái ông chủ tội cho nên chúng ta phải là người làm chủ tiền anh chị và để có thể làm chủ tiền thì ngày hôm qua huy đã phân tích chị rồi quản lý tiền xuất sắc đi khi bạn quản lý tiền một cách xuất sắc thì lúc đó bạn mới thật sự quản làm chủ tiền đồng tiền được ok cho anh chị Yes. đừng để cho đồng tiền là làm chủ mình, mình phải là người làm chủ đồng tiền của mình. Ok chưa? Rồi và cái tư duy thịnh vượng tiếp theo đó là đúng không mà à, tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho cái, cái sống mà tôi muốn. Đây là một cái mục tiêu. Tôi muốn anh chị hãy đặt cái mục tiêu này. Và hãy đặt cái mục tiêu này trong năm nay một số anh chị có thể khi mà nghe cái câu này xong anh chị sẽ cảm thấy là não anh chị sẽ hơi giật giật đúng không có nghĩa là ồ cái gì vậy mình đi làm mình cày mình làm quá chờ mình làm mấy năm nay mấy chục năm rồi mình còn không có biết làm sao bây giờ nó gì trong một năm mà tự do hả trong một năm mà coi như là có thu nhập thụ động hả trong một năm mà lại còn được cái gì tự do tài chính hả sao không dám tin đúng không không dám tin đâu mà, nhưng hãy nhớ một điều là gì? Đó là thà tin còn hơn không tin. Phúc cho những ai chưa thấy đã tin mà. Thà tin còn hơn không tin. Bởi vì còn không tin thì bạn cũng đâu có mất, bạn 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 chẳng có gì đâu, nhưng bạn không bạn tin bạn cũng đâu có mất gì đâu. Bạn tin vào mình mà, bạn tin vào chính mình chứ mình có tin cái gì mà nó ghê gớm đâu đúng không? Có phải tin vào một cái gì đó mà mới tin gì đang đâu mình tin là mình có thể thành công được mà. Mình tin là mình có thể tự do tài chính Cái đó là anh chị là lòng tin của mình với chính mình đấy Bây giờ hỏi anh chị là ngay cả Chính bản thân mình, mình còn không dám tin Mình thành công, ai dám tin tưởng bạn Anh chị nói rằng là Tại sao người này không tin tôi, tại sao người khác Không tin tôi, tại sao mà uh, Không ai tin tôi cả Mà tôi không uy tín hay sao, hay gì đó Bạn phải coi coi là bạn có tin tưởng Chính mình hay không Ngay cả bản thân mình, mình còn không dám tin Mình là người thành công nữa, thì ai dám tin tưởng bạn anh chị đồng ý không ạ? Cái uy tín của chúng ta nó tăng lên dựa trên cái độ mà chúng ta, cái sự tự tin của mình. Bạn phải dám tin tưởng mình là người thành công. Rồi Thì người khác mới dám tin bạn chứ. Anh chị đồng ý không ạ? Chứ bây giờ đi đàm phán như ví dụ như Huy hỏi anh chị. À, ví dụ như đi, đi đàm phán anh chị đi huy động vốn để anh chị có vốn anh chị đi kinh doanh đi. Đúng không? Rồi. Bạn còn không dám tin là bạn có thể thành công được sau bạn đi huy động vốn người ta có dám dám tin đặt tưởng bạn để bạn người ta đưa tiền cho bạn không làm sao mà có trời ơi ở đây ai đi huy động vốn rồi biết đúng không dễ quá ừ mà mình huy động vốn là từ ai ạ à? mình huy động vốn là từ người giàu mà mà người giàu người ta khôn lắm nhá cho nên bạn phải tỉnh táo là, mà bạn ngay cả mình còn không tin mình thành công được thì chẳng ai tin vào bạn đâu, chẳng ai mà dám tin mà đưa tiền cho bạn để bạn đi kinh doanh thôi. Chị hiểu không? Đấy, cho nên là đó cũng chính là một cái điều rất quan trọng ạ, về cái việc mà chúng ta phải đặt cái mục tiêu đi. Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Cái cuộc sống mà anh chị mong muốn là như thế nào? và anh chị cần mà anh chị ra quyết định mà ra quyết định là cái mục tiêu là tôi kiếm dư thu nhập thụ động cái thu nhập thụ động của mình nó dư giả để mình có thể chi trả cho cách sống mà mình mong muốn được không ạ trong cái câu chuyện của huy thì huy mất 9 tháng để làm điều đó từ tay trắng từ tay trắng từ là sau khi mà vừa mới tới là huy đang nói là từ cái lúc mà mình kinh doanh chưa thành công đó. sau 9 tháng thì mình đã đạt được cái điều đó cho nên là cái câu chuyện ở đây rằng là Huy đã vượt qua được thì Huy tin rằng là các anh chị cũng có thể vượt qua được thôi. Tại vì anh chị phải nhớ một điều rằng là chỉ có là do mình thôi. Do mình bỏ cuộc thì mình mới không đạt được thôi. Đừng có bỏ cuộc. Chỉ khi mà anh bạn bỏ cuộc mới là lúc bạn thất bại thôi. Còn bây giờ bạn cứ kiên cường, bạn tiến lên đi. Thì rồi cũng đi tới nơi. À. Đúng không ạ? À, hỏi thì sẽ có câu trả lời, gõ thì cửa sẽ mở. Và khi mà người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Và khi mà bạn thật sự khao khát thành công thì sẽ như là vũ trụ sẽ mang những cái cái nguồn lực, những cái con người, những cái đối tác, những cái quý nhân phù trợ đến với cuộc đời của bạn giúp bạn thành công thôi. Tôi cũng vậy thôi. Ừ, thật sự là như vậy luôn. Mình phải tin mình thành công. Tại vì dùng ngay tại vì ngay trong cái thời điểm đó thì nói với anh chị là không ai tin thôi mình thành công cả. Hay cả cha mẹ mình còn không tin mình. Cha mẹ mình còn nghĩ rằng là mình mình bị cái gì luôn rồi trời ơi bao nhiêu cái ăn học rồi cho ăn học đàng hoàng cuối cùng không có chịu gì hết cứ lêu lỏng mà đi làm kinh doanh mà đâu phải là đi làm 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 công đâu làm công ăn lương làm cán bộ mới là ok còn đi làm kinh doanh là bị gọi là lêu lỏng đó ở đây có ai bị như vậy không ở đây đây ở đây hồi trẻ có ai bị như vậy không ừ Thì suốt ngày đi kiếm khách hàng suốt ngày đi gặp đối tác suốt ngày đi đúng không? đi đàm phán đúng không? Đi làm những cái việc đó đấy thì leo lỏng như gì nữa đâu có làm công ty nào đâu mình là chủ của mình mà nhưng mình phải tin mình thành công anh chị mình phải tin là mình thành công thì mua mình cũng thành công thôi cái khao khát mãnh liệt thì sẽ làm được anh chị đã, đã muốn sẽ làm được còn không muốn bạn sẽ tìm được cái lý do thôi đúng rồi. và đương nhiên là huy biết rằng trong đầu của anh chị hiện tại nó hiện ra rất là nhiều những cái cái lý do rất là nhiều những cái niềm tin giới hạn luôn ví dụ anh chị nói là tôi đúng không cái câu đọc lại câu lúc nãy huy nói anh chị đọc đi ạ à. đúng rồi. tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chia sẻ cho sống của tôi mong muốn ở đây ai đã đọc cái con này rất là nhiều lần rồi bây giờ đọc một lần đọc để cho là chính mình nè sống đúng cái 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 tư duy này đi chứ không phải là đọc cho vui không phải là cứ mỗi ngày là thấy là mc mấy bạn mc lên đọc tuyên bố cái cứ đọc theo cho nó có thôi cái này là tư duy của mình đây là cuộc đời của tôi Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chia trả cái sống mà tôi mong muốn. Đây là cuộc đời của tôi. Đây là tôi đây này. Tôi phải làm được điều này. Được không ạ? À? Đây mình đọc đọc tuyên bố là như vậy. Là tuyên bố ở đây đó là giờ tôi làm. Đây là cuộc đời của tôi. Không phải là chúng ta nói xua mà đây là tôi này. Đây là cuộc đời của tôi này. Đây là cái kết quả của tôi này. Cái, từ tuyên cái cái, cái cái cái, cái sự tuyên bố nó rất là thiên lương thiên liêng luôn anh chị được không ạ à? Cho nên rằng là giờ năm nay là cái năm phải làm được cái điều đó. Mà năm nay Huy thấy là rất là tuyệt vời tại vì năm nay là cái năm mà uh, nói về là kinh tế là năm nay là thị trường kinh tế của toàn cầu là đang phục hồi lại. Nó phục hồi lại thì có nghĩa là sẽ có nhiều cái cơ hội hơn. Thậm chí là giờ, những cái cơ hội hiện tại của anh chị đang nắm bắt được rồi thì nó sẽ có giờ nó sẽ tăng trưởng hơn. Nó sẽ có nhiều cái tiền hơn cho mình dòng tiền nó sẽ đổ vào nhiều hơn thì như vậy thì nó tốt hơn đúng không ừ Thế nên là thiên thời địa lợi rồi đó bây giờ còn nhân nhân có hoài hay không thôi được không ạ bởi vì chúng ta biết rằng là trong những cái trong suốt mà hơn 20 năm vừa qua thì nó đã xảy ra có không có mấy bao nhiêu lần là những cái cuộc uh, suy thoái kinh tế và thậm chí là có bao nhiêu những lần là có những cái xu thế đúng không? những cái xu thế nó xảy ra trong cái thị trường và một điều rất là đặc biệt là gì đó là cũng có những người đã sống xong 20 năm vừa qua nhưng mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra với cuộc đời của họ cả. Nhưng cũng có những người đã trở nên vô cùng thành và không giàu có. Họ đã nắm bắt những cái cơ hội, họ đã nắm bắt những cái xu thế, họ đã đổi đời. Vậy thì sự khác biệt ở đây là gì? Không phải là mình không không sinh ra đúng thời mà là do gì vậy? Thời đến nhưng mà mình không nắm bắt thôi gì. Thời cơ đến, thời điểm mà để mình có thể vươn lên, thời điểm để mình có thể bứt phá thì mình lại không làm cái điều đó thì coi như là mất cơ hội anh chị đồng ý mà để cho nên là cái năm 2024 này thì huy thầy phải nói là một cái điều rất là mừng luôn bởi vì cái năm vừa rồi là cái năm mà có thể gọi là cái năm mà được xem là, là kinh tế nó suy thoái nhất trong suốt mà từ cái đại dịch covid cho tới bây giờ nhưng mà thật sự thì ngày hôm nay thì uh, khi mà huy trải nghiệm cái thị trường á bởi vì rằng là muốn biết thị trường dễ lắm anh chị có anh anh chị sở hữu tài sản á, anh chị để ý tài sản của anh chị và nó cái tính thanh khoản hay là cái tính mà giá của nó tăng lên hay giảm xuống là anh chị biết à? ví dụ bất động sản đóng băng thì chúng ta biết là nó như thế nào và bất động sản nó bắt đầu là nó 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 giao dịch nhiều hơn thì nó sẽ như thế nào ví dụ là như vậy, ạ đương nhiên là cái này thì từ từ sau này mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn cho những anh chị mà trong nhóm rèn luyện chuyên sâu được không ạ? Rồi nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là gì? cái điều quan trọng ở đây rằng là, là bây giờ chưa cần biết những cái điều đó bây giờ cơ hội tới thời tới rồi thị trường nó đang hồi phục lại rồi thì bây giờ mình có đang là giờ cùng phát triển cùng thị trường hay không mình có nắm bắt để đi lên cùng thị trường hay không hay là mình lại ok lại một năm nữa đã qua và sao ạ à? chúng ta trở thành những minh chứng lịch sử nhìn người khác giàu lên còn mình vẫn như vậy nếu anh chị nào đã trải nghiệm cái điều này rồi thì anh chỉ còn muốn quay trở lại cái cảm giác đó mà, cái cảm giác hối tiếc vì mình đã không làm hết sức mình, cái cảm hối giác hối tiếc mà mình đã không chịu đắm bắt thời cơ khi mà cơ hội đến, cái cảm giác hối tiếc bởi vì gì mình hoàn toàn có thể làm được nhưng mình đã sợ hãi, mình đã không dám làm hoặc là mình đã lười làm mình để cho cái sự trì hoãn nó tác động. ví dụ như những cái năm 2018, 2019 Huy có những cái người đối tác và những cái người bạn và thậm chí là có những cái uh, người thành viên trong đội nhóm của mình và lúc đó là Huy làm việc rất là chăm chỉ bởi vì thời kỳ đó là thời kỳ rất là tốt luôn nhưng mà có những người thì sao ạ à? lúc thì nghiêm túc lúc thì tập trung nhưng lúc thì trì hoãn lúc thì cứ bơ, bơ bơ lờ lờ cứ nghĩ rằng là mọi chuyện nó sẽ cứ mãi mãi như vậy cứ nghĩ rằng là thị trường nó cứ mãi mãi tốt như vậy thôi họ cứ túc tắt túc tắt đi thôi nhưng mà Huy luôn luôn nhắc nhở các anh chị Những cái người thành viên Làm việc với mình Là gì Cái thời điểm làm được thì phải làm Cái thời điểm mà làm được Thì phải ráng mà làm đi Chứ khi mà cái cơ hội nó hết rồi là Lúc đó muốn làm cũng không được Những người nằm mà nghe Thì bây giờ thì tuyệt vời rồi Còn người nào không nghe Thì bây giờ là đúng, đúng thương luôn Đúng tội luôn Tết vừa rồi chắc cũng không có được tuyệt vời lắm tại vì lúc đó muốn làm lúc đó muốn làm không có không làm được nữa tại vì hết thời cơ rồi cho nên là đây là cái thời điểm năm 2004 mà huy phải nói là đây là chính là cái thời điểm rất là tuyệt vời luôn bởi vì là mọi thứ nó đang hồi phục lại kinh tế nó hồi phục lại thì đây là gọi là thời điểm hình thành luôn những người mà tham gia vào thị trường vào thời điểm hình thành là những cái người mà có thể là giờ khi mà thị trường nó bùng nổ lên là đấy là những người kiếm được nhiều tiền nhất quan trọng là bạn có chịu là nắm bắt và bạn có chịu là hành động trong thời điểm này hay không được không ạ đấy thì đó là về cái mong muốn chia sẻ anh chị đúng không ạ cho nên phải ra quyết định ra quyết định luôn đó là gì năm nay mà tôi phải đạt được cái sự tự do thì tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn được không ạ yes trong năm nay phải ra quyết định nào? mình tin là mình làm được thôi còn mình không tin thì nó không xảy ra à ok vậy và tiếp theo là dạ cái tư duy tiếp theo cái đợt tuy, tuyên tiếp theo là giờ, đó là tôi tự do về tài chính và tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả những công việc mà tôi đang làm. Một điều rất là tuyệt vời ở đây đó là cái tình yêu công việc thì nó sẽ tạo ra lợi nhuận rất là cao. Anh chị ha. Cái tình yêu công việc sẽ giúp chúng ta có được cái lợi nhuận cao anh chị. Và hãy ra quyết định là mình tự do về tài chính anh chỉ có định vị mình thôi đúng không? chúng ta dùng cái từ gọi là sự định vị đó giống như ngày hôm qua Huy có chia sẻ với nhỉ uh, ngày hôm trước trước lúc mà chúng ta học về cái công thức là smart goal. thiết lập mục tiêu thông minh đấy. cái act is now ấy, cái phần mà hai cái người mà nhân viên mà được đề cử lên vị trí làm giám đốc ấy thì cái anh nhân viên đó anh ta định vị mà anh ta định vị anh ta sẽ là trở thành giám đốc mặc dù lúc đó anh ta vẫn là nhân viên thôi nhưng mà anh ta định vị anh ta là giám đốc, anh ta sống như thể là một người giám đốc, anh ta chịu trách nhiệm này, anh ta đi sớm, anh ta về trễ này, anh ta tận tụy hơn này, anh ta ăn mặc lịch sự đàng hoàng hơn này. Anh ta thay đổi cái thói quen của mình đúng không để cho chuẩn giống như một người giám đốc. Và thế là anh ta đạt được cái vị trí đó. Anh chị ha. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được một cái điều là gì? Đó là cái việc mà chúng ta phải định vị mình là một cái người tự do tài chính chứ. Được không ạ? mình định vị mình là ai và sau đó mình biết là gì đó là cái con người mà tôi muốn trở thành đấy đó là cái con người mà tôi muốn trở thành vậy thì tôi sẽ phấn đấu để có thể trở thành cái con người đó được không ạ à? rồi ok ha à, tôi đúng không ạ à? tự do về tài chính tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy tôi lựa chọn như vậy tôi yêu tất cả những cái công việc mà tôi làm và khi mà anh chị yêu cái công việc anh chị làm thì sao ạ thì một điều rất là tuyệt vời là gì? đó là chúng ta sẽ tạo ra cái hiệu quả cao hơn rất nhiều so với những người mà làm việc với một cái tâm thái là gì ạ? tâm thái hồi hợp tâm thái hời hợp anh chị ha ok chưa bởi vì chúng ta biết một điều rằng gì con người chúng ta thì sẽ có ý thức và tiềm thức và khi mà bạn yêu những việc bạn làm có nghĩa là lúc đó bạn đang có cái sự hợp nhất giữa cái gì giữa ý thức và tiềm thức tôi làm việc với tôi lựa chọn tôi làm việc chứ không phải tôi bị bắt làm không phải tôi bị ép buộc làm bởi vì tôi chọn tôi làm tôi, Bởi vì tôi thích làm cái việc đó Tôi yêu cái công việc đó Cho nên tôi lựa chọn tôi làm thôi Bao sẽ hiểu bài học này không, tôi không? Dạ. Đấy. Cho nên là cái điều rất là quan trọng ở đây là gì Khi mà ý thức và tiềm thức học chất là một Thì chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn Gấp rất nhiều lần Gấp rất nhiều lần luôn nha Chứ không phải là chỉ là gấp hai lần Gấp 3 lần Gấp nhiều lần hơn nữa đó anh chị nó rất là hay luôn. Ok chưa? Rồi. À, và tiếp theo đó là gì? Đó là à, đương nhiên một số anh chị sẽ nói rằng là ô nhưng mà việc cái công việc của mình nó chán ọm mà làm sao mình yêu được vậy thì đây là một cái vấn đề của bạn có thể là do là gì? Có thể một phần bạn đang không yêu cái công việc đó bởi vì là cái phần thưởng bạn cảm thấy nó không có tương xứng anh chị hiểu không? có nghĩa rằng là chúng ta phải nhớ một điều là cái phần thưởng của mình nó phải tương xứng phần thưởng ở đây là gì ạ là tiền đấy bao nhiêu trong số anh chị ở đây đã từng trải qua một cái cảm giác như thế này này ơi hôm nay buồn quá không biết vì sao tôi buồn Ây, cảm thấy thật là không có vui gì cả bộc dưng Tiện thoại tinh tinh tiền dời chấm chịu wow! trời ơi vui quá Không, à, tự nhiên vui lên tự nhiên là nhảy nhót lên về yeah. ở oh, về yeah, vậy biết à, đó là chịu phú đô la yeah, 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 đúng không ôi oh, cái tự nhiên vui liền tự nhiên vui liền mang cái niềm vui như mình cho mình đúng không ừ. thiệt quá thì giờ không đấy thì đó chính là cái cảm giác hạnh phúc một trong những cảm giác của mình nó nó, nó có tình yêu của mình tình yêu của mình nó cũng là như vậy đó thế cho nên nếu anh chị làm cái công việc ấy, anh chị phải nhìn vào cái việc là nếu hãy nghĩ với việc là nếu như tôi làm việc một cách hiệu quả đi nếu tôi làm việc một cách đam mê và mang lại cái kết quả tuyệt vời nhất đi thì cái phần thưởng của tôi có thể chính là cái số tiền nào được không ạ đấy thì nó có tự nhiên yêu công việc này nè và cái câu này cái này cái lời khuyên của Huy dành cho uh, những cái bạn trẻ. Nó là đừng có mà đi tìm kiếm đam mê. Đừng có mà mất công đi tìm kiếm đam mê nữa. Hãy nhớ là gì ạ? Theo đuổi đam mê. Ở đây bao nhiêu số chị số chị ở đây trong quá khứ mình cũng đã từng theo đuổi đam mê và thành công có theo đuổi mình không ạ? Hay là nọ theo đuổi mình ạ? À? sống thực tế bạn người mấy cái người nói mấy cái câu đó họ không có nói đúng đâu họ không có nói đủ họ chỉ nói cái phần một cái phần thôi họ chưa nói đủ chứ mà họ không nói đúng nha đúng là họ theo đuổi đam mê được nhưng mà cái đam mê đó nó tạo ra tiền cái đam mê của bạn có tạo ra tiền không bạn phải để ý cái chuyện này bởi vì đam mê mà không tạo ra tiền thì theo đuổi đam mê thì sao à thì nợ theo đuổi bạn bạn còn phải dùng tiền để theo đuổi đam mê đó nữa đó. chứ còn nó không có tạo ra tiền cho bạn hiểu không à đam mê tạo ra tiền thì lúc đó thì theo đuổi đam mê thành công mới theo đuổi bạn được cho nên thay vì là đi tìm kiếm đam mê á thì bây giờ tìm kiếm một cái công việc nào đó làm có kết quả tự dưng đam mê có kết quả tự nhiên đam mê, bạn làm cái gì hiệu quả bạn tự nhiên đam mê Bạn làm cái gì giỏi tự nhiên mình đam mê Ở đây bao nhiêu số anh chị ngày xưa chúng ta đi học đó, Chúng ta sẽ có một cái môn học nào mà chúng ta cực kỳ thích, cực kỳ đam mê không? Chúng ta luôn luôn là ngóng chờ tới cái tiết học đó để chúng ta được học không? Tại sao vậy? Tại vì anh chị giỏi cái môn đó Cho nên chúng ta sẽ đam mê học cái môn đó hơn và bao nhiêu trong số anh chị ở đây là cũng đã có những cái môn học mà chúng ta cực kỳ ghét cay, ghét đắng. Chúng ta luôn luôn là không bao giờ muốn cái môn học đó xuất hiện. Thậm chí chúng ta luôn luôn cầu nguyện rằng là ông thầy hay bà cô của mình sẽ bận cái việc gì đó để không lên lớp được. Để khỏi học môn đó luôn. Tại vì cái đó bạn đâu có bạn đâu có giỏi. Bạn không giỏi môn đó. Sao bạn, 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 bạn làm sao mà bạn thích nó được? Cho nên là làm mấy công việc nào đó thì bản chất cái đam mê nó đến từ đâu? Đam mê nó đến từ cái việc mà giờ đó là cái việc mà chúng ta làm việc nó hiệu quả. Anh chị làm giỏi cái việc gì thì tự khắc chúng ta sẽ có đam mê trong việc đó thôi. Anh chị có hiểu không? Đấy. Và đương nhiên rằng là cái việc đó nó phải hiệu quả nữa nha. Giỏi mà phải hiệu quả chứ đừng làm giỏi cái việc mà nó không mang lại tiền cho mình thì cái việc đó nó cũng không có tác dụng gì hết đúng không nhỏ là làm mấy công việc gì mình sở mà cái việc đó nó phải tạo ra thu nhập tạo ra lợi nhuận tạo ra tiền như mình á thì tự dưng bạn đam mê à? ok cho chị thì đó là lời khuyên của huy cho những bạn trẻ ở đây chứ nhiều khi là cứ đam mê cái này đam mê cái kia xong rồi là nó làm cho mất đi đúng không nó gọi là thời gian tuổi trẻ nè rồi thậm chí là thất bại nhiều quá cái nhiệt huyết nó cũng mất đi khi còn trẻ thì còn rất là nhiều nhiệt huyết nhưng mà khi mà thất bại nhiều quá nhiều khi nó bị cái ngọn lửa nó nó cứ bị giống như ngày nào cái ngọn lửa nó cứ bật lên cái là bị dội nước lạnh vô cái thời gian sau là coi như là lờn cái không 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 có lửa mất đi nhiệt huyết chớp mắt cái lên tới tới ba mươi tuổi chưa có thành công gì hết chưa có kết quả gì hết à, lúc đó mình mới nhìn lúc đó mới nhìn thấy bạn bè của mình người ta mua nhà bạn bè của mình người ta mua xe rồi bạn bè của mình người ta là, là vị trí uh, là lãnh đạo rồi, người ta là chủ doanh nghiệp rồi có người là là là, là quản lý, có người là giám đốc rồi có người thành công vân vân đúng không? cái lúc đó lúc đó lại coi như là nó mất luôn, nó mất động lực luôn. Cho nên là từ sớm là phải phát triển kỹ năng, từ sớm là phải phát triển tư duy, từ sớm là phải dạy trở nên xuất sắc trong cái lĩnh vực của mình phải làm sao để mai dũa bản thân mình trở nên ta giỏi hơn bởi vì khi bạn giỏi bạn làm cái việc bạn làm cái việc mà bạn làm á mà bạn giỏi cái việc đó bạn làm việc hiệu quả bạn tạo bạn kiếm được nhiều cái tiền bạn kiếm được nhiều tiền thu nhập của bạn cao á tự nhiên bạn đam mê cái công việc đó ok anh chị rồi thì đó nhưng mà đó là cái cái tư duy đúng không? đó là à, tôi, à, tôi công việc kinh doanh đúng không tôi, tôi tôi làm vì bởi vì tôi lựa chọn như vậy và tôi yêu tất cả những công việc tôi làm là như vậy rồi tiếp theo nhé. Cái tư duy số 7. Đó là công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi. Là quản lý và đầu tiên tiền của tôi. Để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Công việc kinh doanh ngoài giờ. Ok Huy muốn hỏi anh chị rằng là. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây. Đã đọc cái câu này rất nhiều lần rồi. Nhưng chúng ta vẫn chưa có công việc kinh doanh ngoài giờ của mình ạ. À? Mày không có, làm sao bạn tự do tài chính được? Thấy chưa? À cái vấn đề như vậy đó Sao tôi hỏi sao tôi đọc tôi như chữ phú hoài Tôi đọc tuyên bố tôi như chữ phú hoài Mà tôi không có thấy tôi thành chữ phú gì hết Chắc là cái này không đúng Bạn phải hiểu rằng là cái cầu nói Từ bên trong ra bên ngoài Thì nó thông qua cả một cái đó là thành động gì Chúng ta nói thì chúng ta phải làm Chúng ta đọc tuyên bố thì chúng ta phải hành động Anh chị đã có công việc kinh doanh ngoài giờ chưa Nếu như hiện tại anh chẳng nói công việc mà đây là cái công việc mà có thể là chúng ta chưa phải là kinh doanh nó có thể là đi để đi làm công hoặc đi làm thuê cho trả công theo thời gian thôi thì chúng ta biết rằng là gì đó là có một cái điều mà cái 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 công việc đó là nó mang lại cái gì nó giúp cho chúng ta nuôi sống chúng ta hiện tại nhưng mà phải nhớ là cái công việc kinh doanh ngoài giờ mới là cái để mang tới cái tương lai huy hoàng về tài chính cho bạn anh chị em ạ cái công việc hiện tại chúng ta đang làm nếu như thu nhập của anh chị nó đang chưa có được chưa ấy nhưng mà bây giờ mình không làm cái việc khác được bởi vì bây giờ mình không làm thì tiền đâu mà mình sống đúng không thì cái công việc đó nó giống như là lấy ngắn nuôi dài nó đang nuôi cho tương lai của mình nhưng mà quan trọng là buổi sáng mà đi làm như vậy buổi chiều tối bạn làm thì cái câu chuyện đó nó lại khác nếu như bạn phải mất đúng không Như cá nhân Huy trong những cái uh, thời kỳ mà lúc mà Huy Huy gặp trong 9 tháng mà Huy đặt Huy hoàn thành cái mục tiêu tự do tài chính của mình. Thì tôi cũng phải đi làm thôi. Tôi cũng phải đi làm thôi một cái công việc. Và đương nhiên rằng là làm Huy cũng kiểu giống như là cũng đàm phán các kiểu, đi phỏng vấn cũng đàm phán cái mức lương các kiểu để cho mình cũng phải đảm bảo cái tài chính mình ok và mình phải làm xuất sắc cái công việc trong cái công việc đó của mình nhưng đồng thời là gì mình cũng biết rằng là nếu như mình không làm gì cả thì mình sẽ làm công việc đó cả đời và công việc đó nó không giúp mình tự do tài chính cái công việc đó nó không giúp mình đạt được cái mục tiêu về tài chính của mình vậy thì mình làm gì ạ mình sắp xếp cái thời gian của mình tối ưu nhất ví dụ như thật ra hồi nói anh chị là những cái công việc mà anh chị đang làm ở đa số nha nếu anh chị đang làm là uh, những cái công việc mà liên quan tới văn phòng ấy, thì nhiều khi cái việc mình làm mình có 8 tiếng nhưng mà thật ra một ngày mình làm chỉ có hai tiếng à. nếu mình tập trung mình làm là việc nó nhiều trừ những cái lúc mà cuối năm ấy, là coi như là hồ sơ rồi sổ sách rồi chứng từ nó nhiều thì mới phải làm nhiều thôi chứ thật ra là nếu như chúng ta tập trung thì mỗi ngày chúng ta làm trung bình khoảng 2 tiếng có nhiều khi một ngày huy làm 30 phút là huy làm xong hết việc rồi sau đó thời gian còn lại làm gì thời gian còn lại thì đấy phát triển cái công việc kinh doanh thêm của mình cứ ngồi trong đó làm gì có máy tính có laptop trên bàn đó rồi làm thôi anh chị hiểu mà mình cứ phát triển cái công việc kinh doanh của mình nhưng mà phải nhớ là cái công việc hiện tại mình phải làm xuất sắc rồi cái giờ trưa, giờ trưa ví dụ như đi ăn trưa, thay vì là Huy đi ăn chung với lại những cái anh chị đồng nghiệp, thì thật ra đi ăn chung với họ cũng được thôi. Nhưng có điều rằng là mình thấy rằng nó chứ nó cũng không có hiệu quả đâu. Nên mình tranh thủ cái thời gian đó để mình gặp khách hàng của mình. Mình gặp mình hẹn đối tác, mình hẹn khách, khách hàng của mình. Một tiếng đồng hồ đó để ăn trưa. Ăn trưa với khách hàng đối tác. Tận dụng từng cái thời gian đó luôn. Rồi buổi chiều là coi như là tôi 5 giờ tôi về. Rồi từ 5 giờ đó cho tới là 1 giờ tối là coi như là tôi ở ngoài đường Tôi đâu có ở nhà đâu, tôi đâu có về nhà đâu tôi ra tôi đi ra quán cà phê tôi làm việc tôi gặp gỡ đối tác tôi gặp gỡ khách hàng tôi hẹn lịch từ đó tới, tới tới, khuya luôn tới khi quán cà phê đuổi về luôn đi ra ngoài quán hủ tiếu gõ đúng không à, đi hủ tiếu gõ ban đêm nó gặp khách hàng ban đêm luôn gặp tới khuya mới về luôn sáng hôm sau 6 giờ tháng sáng lại thức dậy đi làm tiếp thứ lập điệp lại chủ nhật cũng không có nghĩ chủ nhật là coi như là ngày tuyệt vời thứ bảy chủ nhật là coi như là sắp xếp lịch kín mít để gặp đối tác để gặp khách hàng bạn làm như bạn có tận hiểu không tại vì tôi biết rằng là tôi làm những việc đó để tôi tự do tài chính anh chị có hiểu không à? chúng ta chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải làm cái việc mà giúp mình thành công nhé Tại thời kỳ đó huy cũng đâu có tiền nên huy phải buộc phải đi làm thuê đó nhưng mà Huy phải làm hết mức làm sao để mình thành công nhanh nhất bởi vì mình biết rằng là gì? Đó là nếu như mà mình cứ tiếp tục không có làm gì cả mình vẫn cứ trì hoãn như vậy thì chẳng có chuyện gì, gì xảy ra cả. Muốn nhanh thành công thì phải làm nhiều hơn. Muốn làm nhanh thành công thì phải làm việc hiệu quả hơn. Phải có làm thì mới có kết quả được. Bạn muốn xây nhà thì bạn cũng phải đi theo từng bước, từng bước, từng bước bạn muốn làm cái gì cũng phải có cái quy trình từng bước từng bước bạn phải làm và đương nhiên những bước đó bạn có cái công thức thì công thức nó nhanh hơn thì cũng phải làm thôi đúng không bước đó cũng phải làm chứ ai làm mình không làm ai làm tương lai của mình mình không xây dựng thì ai xây cho mình anh chị đồng ý mà để cho nên rằng là, là gì đó là công việc kinh doanh ngoài giờ hãy nhớ nha công việc kinh doanh ngoài giờ rất là quan trọng bởi vì là nó chính là cái lúc chúng ta dùng cái này nè cái quỹ tự do tài chính của mình đây là cái lúc mà anh chị sẽ dùng cái quỹ tự do tài chính của mình đó. cho cái công việc kinh doanh ngoài giờ của mình. Đó. Bạn nhớ sẽ hiểu bài học này của tôi. Dạ. Yeah. Đừng có nói lý do gì. Đừng có nói lý do là là tại cái này tại cái kia tôi không thành công được. Chỉ là do mình thôi. Huy không có tài giỏi hơn ai hết đâu. Huy chỉ có một cái là Huy lì. Huy kiên trì. Huy bền bỉ. Và Huy tin tưởng vào mục tiêu của tôi thôi. Huy tôi có giỏi hơn ai đâu. Anh chị có đồng ý mà. Cái người mà kiên trì bền bỉ thì cuối cùng cũng đến nơi thôi. Còn bây giờ có thông minh, có trí tuệ, có tài ba cỡ nào mà lười biếng, lười nhát, trì hoãn, trì trệ thì nó giống như con rùa với con thỏ. Cuối thường thì con rùa cũng là người chiến thắng thôi và phần thưởng dành cho người chiến thắng. Con thỏ nó có mọi điều kiện để thành công luôn á. Nhưng mà có cái vấn đề là nó 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 bị trì hoãn, nó bị làm biến, nó chủ quan, cho nên là nó không thành công là như vậy. Hãy lưu ý điều đó anh chị. Sự kiên trì bền bỉ đó chính là cái, cái yếu tố quyết định luôn á. Anh chị đồng ý mà. Chứ nha, nên là cái đó là cái điều cực kỳ quan trọng khi nhắc nhở anh chị. Rồi, và uh, tiếp theo á, thì công việc kinh doanh ngoài giờ của chúng ta đó. Khi chúng ta làm như vậy thì nó là cái mục tiêu của chúng ta, chúng ta làm cái công việc kinh doanh ngoài giờ để nó tạo ra những cái dòng tiền, rồi từ từ tạo ra cái dòng thu nhập thu động cho mình. Muốn có dòng tiền thì bây giờ phải làm đi. Chứ bây giờ nói muốn thành công về tài chính, muốn dư giả về tài chính, muốn tự do tài chính, nhưng mà bây giờ một ngày dành ra bao nhiêu tiếng cho cái công việc kinh doanh của mình đây, công việc kinh doanh ngoài giờ ấy nha huy đang nói là coi như đó là bán thời gian đó huy chưa khi nào mà cái công việc đó nó mang lại cái thu nhập lớn hơn so với cái công việc hiện tại của anh chị thì anh chị có thể là chuyển qua toàn thời gian nhưng mà thời kỳ bắt đầu thì chúng ta làm bán thời gian thôi nó được gọi là cái công việc kinh doanh ngoài giờ là như vậy đó thì một ngày bạn dành cho bao nhiêu tiếng như nào bạn dành bao nhiêu tiếng như nào tối ưu nó tối ưu đi được không ạ à? Càng dành nhiều thời gian cho cái gì thì cái đó nó sẽ càng phát triển. Càng dành nhiều thời gian cho cái gì thì cái đó nó sẽ càng tăng trưởng thôi. Bạn càng dành cái nhiều thời gian, càng dành cái năng lượng cho cái công việc kinh doanh ngoài giờ của bạn thì nó sẽ càng nhanh thành công thôi, đúng không? Đây, đó là cái điều quan trọng. Rồi tiếp theo giờ, tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về mặt tài chính của tôi. Tư duy này rất là hay bởi vì nó quyết định luôn là anh chỉ có thành công hay không hãy nhớ là giờ tôi tạo ra cuộc sống của tôi có nghĩa là gì đó là cái tương lai của chúng ta như thế nào thì nó quyết định bởi những cái gì chúng ta đang làm trong hiện tại ngày hôm nay thói quen của bạn hành động của bạn lựa chọn của bạn nó sẽ tác động tới tương lai của bạn ngày hôm nay bạn học một kiến thức là mới thì kiến thức đó nó sẽ giúp bạn có cái kiến thức để ngày mai bạn ứng dụng ngày hôm nay bạn gieo một cái hạt giống thì ngày mai bạn sẽ có giờ một cái gì một 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 cái cây để bạn có thể tươi được và ngày mốt bạn sẽ có gì cái quả để bạn thu hoạch chúng ta những hành động hiện tại sẽ ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta và tôi tạo ra cuộc sống của tôi bởi vì quyền năng lớn nhất của con người đó là quyền được lựa chọn lựa chọn và ra quyết định bạn lựa chọn bạn sống cuộc đời như thế nào sống một cuộc đời bình thường âm thường hay phi thường hãy nhớ là gì chúng ta huy hay các anh chị hay là cả các tỷ phú trên thế giới tất cả đều là người bình thường thôi Đúng không? mình là người bình thường đó bạn chỉ có thể nhìn những cái thành phố những cái tòa cao ốc ở những cái nơi anh chị sống đi những cái chiếc xe ô tô những cái ngôi nhà những cái căn nhà phố những căn nhà biệt thự những cái trung tâm thương mại bạn nghĩ coi có ai sở hữu những cái đó không? Có nhiều người thành công mà giàu có trên thế giới này không? Không phải nhiều mà là rất nhiều. Vậy. Anh chị cứ thử đến một cái trường đại học quốc tế Rồi anh chị coi coi cái giờ mà lúc mà học sinh nó ra đó Anh chị coi coi bao nhiêu chiếc xe ô tô đậu chờ con Bao nhiêu những cái rich kid ở đó Bạn coi coi có nhiều không Anh chị có hiểu không Hay anh chị thử đi vào một cái khu nhà giàu đi Một khu ví dụ như những cái khu biệt thự đi Bây giờ mình chỉ cứ tính đơn giản một căn là một gia đình đi Bạn đếm có bao nhiêu căn trong cái khu đó bạn có hiểu không ạ? Hay bây giờ mình chỉ nói đơn giản là những cái căn hộ, những cái căn hộ cao cấp nhé. Những căn hộ chung cư cao cấp mà nó trị giá khoảng là mười mấy hai chục tỷ, thậm chí là tới ba bốn chục tỷ. Đó. Những cái căn hộ chung cư cao cấp. Đó. Bạn đếm có bao nhiêu căn, bao nhiêu tòa, bao nhiêu người ở. Đúng không? Toàn là những người sở hữu là, là, là tài sản nửa triệu đô, tới vài triệu đô không ạ. Hay là chúng ta nhìn những cái chiếc xe chạy ngoài đường và chúng ta thấy là mỗi chiếc xe vài tỷ. Rất là nhiều luôn đếm xe đi. Cứ mỗi năm là coi như là cứ tới bao nhiêu chục nghìn chiếc xe nó được bán ra đó. Nên là Huy phải nói với anh chị rằng gì cái việc mà anh chị có giàu có hay không nó đến từ cái việc là ngày hôm nay chúng ta phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Anh chị. Tôi làm chủ cuộc đời tôi. Đừng có để những cái lý do, lý chấu, những cái lời biện minh hay những cái yếu tố gì đó bên ngoài nó làm cho chúng ta bị dao động. Nó làm cho chúng ta bị mất tập trung hay nó làm cho chúng ta là gì ạ? À, bị trì hoãn. Tôi làm chủ cuộc đời tôi và tôi đúng không ạ? Tôi đạt được cái số lượng chính xác thành công cái kết quả về tài chính của tôi. Tôi đặt mục tiêu tháng này Tôi có lợi nhuận bao nhiêu thì tôi phải cam kết rằng tôi phải làm mọi cách để có thể đạt được nó. Hay tôi đặt mục tiêu là năm nay tôi sẽ hoàn thành mục tiêu tài chính của tôi như thế nào thì mình phải cam kết đó là cái trách nhiệm, đó là sự cam kết anh chị. Sự cam kết nó mới tạo ra đam mê, sự cam kết mới tạo ra kết quả. Giống như là cái câu chuyện mà một cái bạn học sinh khi mà mới bắt đầu năm học mới. Bạn ấy đặt mục tiêu đó là bạn ấy sẽ lấy học bổng trong năm nay. Rồi à, cho nên bạn ấy cam kết là bạn ấy sẽ lấy được học bổng vậy thì khi mà đã cam kết rồi thì sao ạ à? thì sẽ sẵn sàng hành động cho tới cùng huy có một cái người 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 em người em này thì nhỏ hơn huy 3 tuổi à, ngày xưa thì lúc đó là lúc mà huy còn là sinh viên thì huy chơi với em này rất là nhiều bây giờ bạn đấy thì nó khác rồi thì cái em này anh chị một cái người em bây giờ cũng là vẫn vẫn là liên hệ lạc bình thường thì cái người em này ngày xưa ấy cái lúc đó là bạn ấy một người rất là ok luôn rất là tuyệt vời luôn và bạn ấy có một cái thứ mà huy thấy ở bạn đó đó là bạn ấy tâm rất là sáng tâm rất là sáng tính tình rất là hiền lành mà rất là thông minh rất là trí tuệ sống rất có tình có nghĩa và huy rất là thích huy rất là thích huy chơi thân tự dưng là tìm thức kết nối là coi như là mình chơi thân với cái bạn ấy luôn nhưng mà có một cái điều là huy thấy cái bạn đó là bạn ấy không có một cái mục tiêu lớn. Mà trong một cái lần đi cà phê thì Huy mới nói chuyện với cái bạn này. Đó là thế thì cái ước mơ thầm kín của em là gì? Từ khi còn nhỏ tới lớn thì anh tin rằng là em có một cái ước mơ thầm kín nhưng mà có thể rằng là em đã từ bỏ nó vậy thì em có thể chia sẻ cho anh được không? Thì lúc đó bạn ấy mới bộc bạch ra rằng là, là ước mơ của bạn ấy đó là bạn ấy có thể là uh, có được học bổng đi du học Mỹ và có thể là định cư sống ở Mỹ. Nhưng mà từ khi còn nhỏ tới lớn thì không ai dám tin bạn ấy có thể làm được. Người thân, bạn bè, gia đình không ai dám tin, không ai tin hết. Và thế là bạn ấy từ bỏ cái mục tiêu đó, bạn ấy từ bỏ cái ước mơ đó luôn. Và trong cái buổi hôm đó thì Huy mới nói một cái điều như thế này. Bởi vì Huy huy sống trên cuộc đời này, Huy cũng có một quan điểm là như thế này anh chị. Đó là ước mơ của mình mà mình không theo đuổi thì mình sống làm cái gì đó. Vậy thì Huy nói với bạn ấy là như thế này. Đó là em phải nhớ một điều. Đó là anh cũng đang theo đuổi ước mơ của anh dù người khác có tin anh có làm được hay không thì anh cũng sẽ làm quyết tâm cho tới cùng và anh cũng tự tin có thể làm được hãy nhớ rằng là sau này dù có như thế nào dù trên đời này không một ai tin em có thể thành công dù không một ai tin em có thể làm được điều đó ngay cả bản thân em có những lúc mình yếu lòng mình cũng không dám tin mình có thể thành công thì hãy nhớ trên cuộc đời này có ít nhất một người tin em thành công đó là anh và... Chính cái điều, cái việc mà Huy tin tưởng bạn ấy thành công thì khiến cho bạn ấy dám cam kết với chính bản thân bạn ấy là gì? Đúng rồi. Mục tiêu của mình mà mình không thực hiện thì không được. Và thế là bạn ấy ra quyết định là bạn ấy sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Và điều gì đến cũng đến. Một năm sau, bạn ấy đã có được cái học bổng toàn phần đi du học Mỹ và ngày hôm nay thì đã là tốt nghiệp đại học và đã định cư ở Mỹ luôn. không hay ha, không, huy để ý là những cái người mà lấy học bổng là hay chơi với nhau, <laughs> giống nhau hút nhau à, à nó kiểu vậy cái, cái giống như tần số năng lượng á, nó tự hút nhau à ha, nó hay đó, đấy thì khi mà sau sau một năm sau mà lúc mà em bạn ấy lúc mà bạn cái em này á, em ấy đạt được cái kết quả đó đó thì huy mới phỏng vấn lại là, ừ vậy thì trong một năm vừa qua em đã làm gì? thì lúc mà bạn ấy mới chia sẻ về cái hành trình là bạn ấy đặt mục tiêu là tất cả các môn học học đại học nhanh chị nha học đại học chứ không phải là học phổ thông đâu. Học đại học tất cả các môn bạn ấy đều đạt 100 điểm. Tất cả các môn học luôn. Bạn nghe bằng kinh không? Có nổi da gà không? Ở đây ở ai đây ai ai đã từng nợ môn rồi biết ha. 100 điểm tối đa luôn đó. tất cả các môn học luôn. Và những cái ngày mà lúc mà bạn ấy Lúc mà đi học ở trong trường, lúc đi về Bạn ấy thấy có những cái người bạn khác của bạn ấy chơi bóng rổ Rồi có người thì rủ đi ăn uống Người thì rủ đi karaoke Người rủ đi chơi này chơi kia Nhiều lúc bạn ấy cũng cảm thấy chạnh lòng đó. Nhưng mà bạn ấy nói là gì Lúc đó em là cam kết Đây là quyết định của mình, đây là cuộc đời của mình dù mình cảm thấy chạnh lòng nhưng mà mình biết rằng là cái gì quan trọng hơn và bạn ấy đã vượt qua được những cái thời điểm đó đúng một năm sau đạt mục tiêu anh chị có hiểu không đó chính là sự cam kết đó. nhiều khi anh chị hay để cho cái sự tác động ở bên ngoài ví dụ như người thân hay bạn bè hay là những cái, 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 cái đồng nghiệp Rủ đi chơi rồi Nói rằng là giờ người ta tác động nhiều mình Làm cho mình đi lung lay Làm cho mình là giờ mất đi sự cam kết Nhưng hãy nhớ sự cam kết mới tạo ra kết quả Cũng giống như Huy như vậy Không có ai mà có thể là, là Là nói làm cho mình lung lay Cái tư tưởng của mình, cái mục tiêu của mình hết Bởi vì tôi đã vượt qua Cái thời kỳ đó rồi Tôi đã vượt qua cái thời điểm mà tôi Lúc đó tôi gọi, tôi hỏi 100 người nha 100 người đều nói rằng tôi không thể thành công được thậm chí cái người mà tôi gọi là tôi 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 ngưỡng mộ thời điểm đó người ta còn nói tôi không thể thành công được luôn bạn có bao giờ bị thần tượng của bạn nói vô mặt bạn là bạn không thể thành công không vậy mà tôi vẫn có thể thành công được đó bây giờ tôi giàu hơn cái người đó gấp mấy chục lần luôn á cho nên là không có gì có thể cản được mình trừ mình thôi không có gì mà có thể khiến anh chị trùng bước trừ chính mình đâu khi bạn tin bạn làm được thì bạn mới làm được còn khi mà bạn để cho người khác là gây ảnh hưởng tới bạn người khác làm lung lay hay là những cái sự kiện bên ngoài nó tác động thì bạn sẽ không thể thành công được sự cam kết là như vậy đó tôi làm chủ cuộc đời tôi là như vậy đó cuộc đời tôi là trong tay tôi này tôi làm chủ cuộc đời tôi tương lai của tôi là do tôi quyết định bao nhiêu sẽ hiểu bạn nào comment, comment tôi ạ Bây giờ Huy hỏi anh chị bây giờ nếu mà nói rằng là gì? Khó khăn quá làm sao thành công được? Cái khó đó cái khổ. Càng khó tôi càng khổ, càng khó tôi càng vươn lên, càng khó tôi càng thành công. Dễ dàng quá thì nhiều siêu là thôi vượt khó dễ vượt sướng không được. Càng dễ dàng tôi càng tận dụng để tôi đi lên nhanh hơn. Càng dễ dàng tôi càng chạy nhanh hơn. Khó dễ gì tôi cũng tiến lên đó. Ừ, đúng không tại vì mục tiêu mình ở chi phía trước chiến thắng của mình phía trước phần thưởng dành cho mình hãy nhớ một điều phần thưởng chỉ dành cho người chiến thắng thôi cho nên là khó hay dễ gì thì cũng phải đi ra đi ra phía trước rồi cũng phải tiến lên phía trước rồi đó chính là sự cam kết và sự cam kết này nó đến từ cái việc chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình chịu trách nhiệm về mục tiêu của mình chịu trách nhiệm về cái một cái tương lai của mình tôi làm chủ cuộc đời tôi hãy nhớ đọc lại đi tôi làm chủ cuộc đời tôi ai làm chủ cuộc đời anh chị không phải, không phải là cái bàn không phải là cái ghế không phải là cái lọ không phải là cái chai không phải là nền kinh tế không phải là sếp của bạn không phải là khách hàng của bạn không phải là đối tác của bạn không phải là những cái thứ ngoài kia mà là do mình đừng có đổ lỗi cho những cái thứ ngoài kia hãy chịu trách nhiệm cuộc đời của mình đi hỏi tại sao mình chưa thành công ừ tại vì mình chưa đủ cam kết gì bây giờ thì cam kết lại chúng ta phải nhớ một điều là gì thời mà anh chị cứ đổ lỗi như vậy thì chúng ta dạ tại vì cái vấn đề là khi mà chúng ta đổ lỗi cho người khác á hay chúng ta đổ lỗi cho cái thứ khác á thì mình không có có lỗi mình không có nhận lỗi gì mình mình không có thấy mình đâu có lỗi gì đâu đúng không mình là mình là mình là nghi thơ vô số tội không tội người khác tội của người khác chứ phải tội của mình lỗi của người khác chứ phải lỗi của mình khi mà anh chị đổ lỗi cho thứ khác anh chị đổ thừa cho những cái lý do khác thì chúng ta không nhận về chính mình mà khi mình không sửa đổi thì mình vẫn như cũ. Khi bạn nhận trách nhiệm về cuộc đời của mình, bạn nhận cái à, cái việc này, cái việc này, tại sao có kết quả này là tại mình? Do đâu? Lúc đó mình mới biết cái nguyên nhân thật sự. Mình mới đi sửa đổi, mới đi cải thiện bản thân mình. Từ đó mới phát triển lên để lần sau không mắc sai lầm nữa. Còn bây giờ cứ đổ đổi, ừ tại cái người đó, tại cái thứ đó, tại cái thị trường đó. mình không có bị, tôi là, tôi là coi như tôi là giống như là giống như là thiên thần, mấy người kia là quỷ hết rồi. Đúng không? mấy người đó mới là phải thay đổi, Đúng không? thị trường phải thay đổi để cho tôi thành công mấy cái người khách hàng đối tác đồng nghiệp cộng sự hả mấy ông đó phải thay đổi sếp của tôi là tại ông sếp mà tôi mới không thành công đó. tại mấy đứa nhân viên nó lười biếng cho nên là tôi mới bị không thành công đó. hay là tại khách hàng khó tính quá tôi mới không thành công đó. hay là tại này tại kia nói chung đủ thứ tại tại nhiều quá giờ không biết tại đâu hết tại ông trời không cho tôi thành công ừ gì cũng đổ được tại số tại số tại số tại số cỡ nào cũng nói được đó. có nghĩa là không, không 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 tìm được lý do nữa là thôi cứ tại số đi chơi hệ tâm linh luôn số phận của bạn là do bạn quyết định nhớ được rồi nha Do bạn quyết định cái việc mà ngày hôm nay anh chị đang mở cam hay không cũng là do quyết định luôn đúng không nãy giờ có người để cái hình cười hoài à tôi biết rồi ừ <laughs> tôi, 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 nhìn tôi biết mà tôi nhìn biết ai 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 giải thì thì cũng là do cái cái tập trung cái sự tập trung anh chị tập trung hơn anh chị có tập trung bao nhiêu thì kết quả bấy nhiêu thôi nhiều khi nãy giờ có mấy cái rất là hay luôn mà tại vì không tập trung cho nên là đâu có nghe được đúng không ừ. đấy cho nên là hãy lưu ý cái điều là tôi làm chủ từ lựa chọn đó nhỉ cách mà chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc đó anh à, chưa hiểu mà, Đã, ok ha, rồi tôi làm chủ cuộc đời tôi và tôi làm gì, vậy? tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi, mình chịu trách nhiệm về kết quả của mình. Rồi tiếp theo uh, tư duy số 9 đó là tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục tiêu của tôi là tạo ra sự thịnh vượng và dư giả. Vậy thì quay trở lại câu chuyện cuộc chơi về tiền bạc chúng ta nói về chơi trò chơi tiền bạc á, thì chúng ta lúc đầu bữa đầu ngày hôm nay thì cũng nói anh chị đúng không cái trò chơi về tiền bạc chính là cái trò chơi mà một trong những trò chơi quan trọng nhất nó không phải là quan trọng nhất nhưng nó là một trong số những trò chơi quan trọng nhất mà chúng ta phải chiến thắng nhưng mà tùy theo cái cách chúng ta chơi như thế nào thì nó sẽ gây tác động về cái kết quả của chúng ta bởi vì cùng chơi một cái hành trình thôi anh chị tùy theo cái cách anh chị đúng không ạ tham gia thì cái kết quả nó sẽ khác nhau và sau đây thì huy cũng xin phép chia sẻ với chị về những cái mà thái độ trong cái cách chúng ta tham gia trò chơi về tiền bạc thái độ khác nhau thì dẫn tới kết quả khác nhau đầu tiên đó là những người không chơi ở đây có ai không chơi không ạ trò chơi về tiền bạc có ai không chơi không ạ bạn không chơi thì là coi như là bạn thua rồi bạn không chơi là chắc chắn bạn thua luôn đúng không? giờ không chơi là coi như là, là 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 chắc chắn cái kết quả là gì luôn rồi. Nhưng mà cũng có người không chơi đó anh chị. Có người không chơi mà, cũng có người không chơi chứ Đúng rồi đó. Tham gia cuộc chơi về tiền bạc. Cuộc chơi tiền bạc là gì? Đó là cái kết quả về tài chính của chúng ta đó anh chị. Cuộc chơi tiền bạc là chúng ta đang làm sao để chúng ta giàu lên. Để chúng ta thịnh vượng hơn. Để chúng ta thành công về tài chính. Thì đó gọi là cuộc chơi tiền bạc. Đó chị. Anh chị có hiểu không? Dạ. Yeah. Vậy thì không chơi thì làm gì có tiền ăn. Không chơi làm gì có tiền sống đúng không? Không chơi thì chỉ có thể là hai nhóm người thôi. Một là nhóm là còn là được cha mẹ nuôi. Nhóm thứ hai là gì? Nhóm thứ hai là có thể là gì? Do con nuôi thôi, hay chồng nuôi hay vợ nuôi thôi, hay anh chị em nuôi thôi. Nói chung thì là đều là cái nhóm mà gì? Nhóm ăn bám này. Ok à? ờ, dùng dùng đúng từ nó dùng đúng từ, đó. không chơi là gì. Vậy? Ok vậy. À? Rồi. Thì đó là cái cái thái độ không chơi, không chơi thì không thắng. Bạn làm khán giả thì bạn không bao giờ chiến thắng được bạn không tham gia cuộc chơi thì bạn không có bất kỳ một cái bất kỳ một cái gì luôn đó. cho nên đó là cái cái thái độ thứ nhất cái thái độ thứ hai là gì giả vờ chơi có giả vờ chơi nha bạn bao nhiêu số chị ở đây đã gặp những người giả vờ chơi rồi ở đây bao nhiêu số chị ở đây đã gặp những người mà năm nào cũng thấy họ hùng hổ nói rằng là gì năm nay tôi sẽ thành triệu phú yeah! năm nay tôi sẽ thành công năm nay tôi sẽ kinh doanh năm nay tôi sẽ mua nhà năm nay tôi sẽ xây nhà năm nay tôi sẽ mua xe yeah, yeah. năm nào cũng thấy vậy đó cứ cứ cứ, cứ, cứ giống như tới giống như là tới, tới 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 tới, giống như tới kỳ lại lên đó, đúng không là cứ tới tới lúc là đúng ngay năm mới là coi như là thấy là vui đặt mục tiêu ôi, ôi, bạn ơi yeah, các bạn ơi chúng ta là Yeah. Đưa chúng ta cùng chiến thắng nào Cuộc đời này là của chúng ta yeah. Lúc nào cũng thấy nó sung lắm Nhưng mà chả thấy làm gì Hồ hào rất kinh Nhưng mà chẳng thấy làm gì cả. Chẳng có thấy sự thay đổi gì cả Tôi làm được Tôi tin tôi làm được Tôi là người chiến thắng yeah. Nhưng mà sao Nhưng mà tôi tôi không làm đâu <laughs> Anh, anh chị anh chị có biết không ạ? À? Dèo ha, Ừ bình thường. Nói được mà nhưng có làm được hay không thì là chuyện khác. Đúng không? Rồi sau và tới sau một năm sau thì sẽ nói rằng là tại bị tại cái này, tại cái kia, đương nhiên rồi anh chị không bao giờ tại mình nha Và nếu không phải tại mình thì mình chẳng học được bài học gì cả. Ok chưa? Rồi thì nếu mà chúng ta giả vờ chơi thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công được. Bởi vì cũng chẳng khác gì người không chơi đâu ạ. À. chưa yeah giả vờ chơi thì cũng chẳng khác gì người không chơi bây giờ chúng ta sẽ đến cái nhóm thứ ba cái nhóm thứ ba là gì đó là chơi hồi hộp chơi hồi hộp là sao là cũng có chơi đó vậy là cũng có 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 làm đó nhưng mà làm theo kiểu là lúc mà tập trung thì làm lúc nào mà kiểu giống như là động lực có động có, có, có sự có, có nghĩa là nói vậy nè nó thú vị lắm huy huy, huy huy gặp nhiều những anh chị này cũng cũng khá là nhiều á nó lên xuống kìa à, lên rồi xong rồi eo xong rồi mà lên xong rồi mà lên, rồi lên xong rồi eo nói vậy à lúc mà tập trung mà lên luôn chúc ủi cực kỳ mạnh luôn nhưng có lên xong rồi coi như là eo ờ à, thật nếu anh chị nào mà đồng hành với con bộ thời gian để ý có mấy anh chị nó thú vị đó lúc mà thấy không có tiền hả là coi như là súng lên đùng ngải thế là tháng đó thu nhập chính con số wow tuyệt vời đúng không rồi sau mấy tháng sau lặn luôn lặn được 6 tháng xài hết tiền rồi lúc đó mới bắt đầu tập trung làm lại vậy chừng nào mới giàu bạn ừ đúng không kiếm xong tiêu tiêu xong kiếm kiếm xong tiêu tiêu xong kiếm cuộc đời nó vậy nè không bao giờ giàu lên được luôn ừ tại vì sao à tại vì tại vì nó hồi hợp it. nó không có sự liên tục it. nó không có cái, cái, cái gọi là cái cái nó không có một cái cái, cái tính liên tục mà chúng ta biết rồi cái tính liên tục thì nó là gọi là gì? giống như cái gia tốc anh chị anh chị anh thì hồi đó học vật lý chúng ta biết cái gia tốc nó có cái sự liên tục thì sao nó sẽ cứ đi 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 lên, 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 lên đi 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 còn bây giờ mình 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 không liên tục mình không có gia tốc thì sao lên xong bỏ xuống lên xong bỏ xuống lên xong bỏ xuống lên xong bỏ thú vị lắm. thì đó là hơi hợp. nó có nghĩa là lúc mà sung á, thì làm rất tốt lúc tập trung thì ok lúc mà lúc thì bơ bơ lơ lơ rồi sau mấy năm mấy năm sau nhìn lại thì sao thì cũng chưa có gì nhiều chưa có nhiều thành tục tại vì mình không có thật sự là có một cái sự tập trung mình thì cái đó là cũng là một cái lưu ý về cái cách mà chúng ta tham gia cuộc chơi về tiền bạc mình phải tập trung thì mình mới thành công nhanh được ok chưa dạ. rồi và cái nhóm thứ tư đó là những cái nhóm mà người ta chơi để không bị thua thì cái nhóm mà chơi không bị thua này thì có một cái điều rất là đặc biệt anh chị đó là những cái người này họ không phải là những người dở đâu mà thậm chí là những người rất giỏi nha cái nhóm thứ tư này nó rất nó thú vị một chỗ rằng là có những người trong cái nhóm này là những người rất giỏi còn cực kỳ giỏi trong cái chuyên môn của họ nhỉ? họ giỏi trong cái lĩnh vực của họ họ giỏi trong cái chuyên môn của họ họ giỏi trong cái ngành nghề của họ chị ha nhưng mà chúng ta biết một điều là cái 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 giỏi đó là gì họ giỏi chuyên môn và họ làm việc rất họ là chuyên gia trong cái công việc của họ nhưng mà họ lại không chiến thắng chờ cho về tiền bạc bởi vì họ đưa ra một cái chiến lược là để chơi không bị thua. Và chơi không bị thua có nghĩa là gì? Chơi không bị thua thì chỉ có hòa hoặc thua thôi. Không thắng được. Anh chị đồng ý mà. Chơi không bị thua thì chỉ có một kết có kết quả là hòa hoặc thua thôi. Hòa vốn hoặc là hoặc là bị thua thôi. Mà khi hỏi anh chị có ai ở đây Anh chị có bao giờ anh chị nào đi làm cái công việc gì Anh chị bỏ ra 5 tỷ Rồi anh chị làm việc một tháng trời Anh chị thu về được đúng 5 tỷ Là hòa đó Anh chị có làm nữa không Là quê đó là, Tôi nói là hòa là đó là cái đó đó Bỏ 5 tỷ làm vốn Xong rồi làm, làm cả tháng trời Thu về năm đúng 5 tỷ Nó, hoa, nó hòa chứ gì nữa còn bây giờ bỏ ra 5 tỷ Một tháng sau nó còn có 1 tỷ à Thì cái đó là thua Nó lộn Nó không? Ừ thì mình, mình nói là một là hòa hai là thua thôi Chứ không có thắng nha à. Không bao giờ có cái câu chuyện thắng được đó. Vậy thì cái câu chuyện ở đây giờ cái câu chuyện đó là giờ, cái câu chuyện ở đây đó là tham gia cuộc chơi tiền bạc để không bị thua thì anh chị phải nhớ một điều là gì đó là có những người họ rất là giỏi hơn nhấn mạnh là họ có có những người họ rất là chăm chỉ luôn họ rất là chịu khó luôn á họ rất là cần mẫn luôn á nhưng mà họ có một cái là họ không có dám bước ra khỏi vùng thoải mái cái vấn đề là họ không có dám bước ra họ cứ họ đưa cho họ họ đưa ra những cái có nghĩa là họ chọn cái chiến lược là an toàn đảm bảo thu nhập ổn định và cho huy hỏi anh chị rằng là nếu như nếu mà chúng ta làm những cái công việc và thu nhập ổn định đó, thì nó tốt nó có mặt tốt đúng không nhưng mà nó có cái mặt hạn chế là gì ổn định thì nó sẽ không có sự tăng trưởng bây giờ hiểu bài này nếu như làm những công việc mà thu nhập ổn định thì bây giờ là nó sẽ không có sự tăng trưởng nó cứ vãi vậy thôi nó gọi là lương cứng là như vậy cứng ngắt luôn 10 năm thì cũng có nhiều đó nếu mà anh chị nào làm lâu năm thì anh chị thấy rằng mỗi một năm thì nó được tăng theo phẩy đúng không nó tăng được không phải mấy đó không phải một nếu mà anh chị ở cấp quản lý thì nó tăng được cho không phải năm dụ như lương 10 triệu quản lý thì tăng lên tí tăng lên là 15 còn nhân viên thì 10 triệu thì lên một năm được lên 11 triệu ừ ở tôi tính vậy đó đó, tôi tôi đó, đó. mà làm phát thì vẫn là 11 phần trăm là coi như là trả tăng lương Lương không tăng được <laughs> là, Làm 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 Không bao giờ thấy, thấy dư Tại vì sao Tại vì vật giá tăng cao mà Vật giá cứ tăng thôi Bây giờ nhìn cái Bây giờ ví dụ như anh chị nói câu chuyện cách đây 40 năm trước đi 40 năm trước 50 năm trước luôn đi Thì bây giờ một cái bát phở Hồi đó có khoảng là 4 nghìn Không bao nhiêu tiền hết nhưng mà bây giờ thì 4 năm nghìn thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó là, là giờ 4 năm chục rồi. Anh chỉ đồng ý mà. Thấy khác không? Thấy khác không? Gấp 10 lần rồi đó. Dạ. Cái đây 30, 40 năm trước đó. Là nó đã có sự khác biệt rất là lớn rồi đó. Ờ. Nên là chúng ta thấy rằng là gì? Ừ. Cái thu nhập bây giờ phải nói rằng là chúng ta phải phát triển lên anh chị. Chứ nó không có còn ok đâu bởi vì là cái tốc độ cái tốc độ thu nhập của chúng ta phải tăng lên ok chưa dạ. rồi Vậy thì thì nếu cái ổn định ở đây cho nên là nó sẽ bị giới hạn nó không có tăng trưởng được và có một cái sự thật rằng là không có cái gì thật sự là ổn định hết chị bởi vì chúng ta nhìn vào trong cái từ những cái năm 2020 cho đến nay thì đặc biệt rằng là chúng ta có thể chứng thực được đúng không? Đâu có gì ổn định đâu khi mà kinh tế kinh kinh tế nó suy thoái thì có những cái công những cái công việc nó bị biến mất những cái ngành nghề bị biến mất những cái doanh nghiệp người ta đóng cửa rất là nhiều trong năm 2023 vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là những cái doanh nghiệp mà quốc dân luôn á những cái doanh nghiệp lớn luôn á mà họ đã sa thải cả trăm nghìn người cả trăm nghìn người mất việc chỉ sau là 6 tháng đầu năm 2023 thôi vậy thì huy muốn hỏi anh chị là cả trăm nghìn người này họ đi đâu họ về đâu họ làm gì họ chỉ biết làm đúng cái ngành nghề đó họ chỉ biết làm công việc đó thôi mà bây giờ cái ngành đó nó đã nó đã hết nó bị bão hòa rồi lúc đó nó còn ổn định nữa không lúc đó là nó 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 bị khủng hoảng luôn anh chị cho nên là mà chúng ta thấy là thật sự không có gì thật sự là ổn định đâu ạ cái ổn định đó nó chỉ là một cái sự mà chúng ta ảo tưởng chúng ta tự đưa ra cho mình để đặt để cho mình cảm thấy là bình an thôi chứ sự thật là không có gì trên đời này là ổn định và khi mà chúng ta tham gia cuộc chơi để không bị thua thì ha, thường hay đưa ra những quyết định đó nhưng mà những quyết định đó thì thường thì nó sẽ không có phải là những cái quyết định mà giúp cho chúng ta có thể chiến thắng trò chơi về tiền bạc được có thể nó sẽ không khiến cho bạn là uh, gọi là bị quá thiếu thốn nhưng mà nó cũng, cũng bạn cũng không có dư bạn không có dư được ok chưa vậy. vậy thì những cái người tham gia cuộc chơi từ bạn giành chiến thắng là những ai cái thái độ cuối cùng chính là thái độ tham gia trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng đó là chúng ta phải liên tục dám bước ra khỏi vùng an toàn bước ra khỏi vùng thoải mái của mình và đương nhiên là huy phải nói với anh chị ở đây đó là cái giờ dũng cảm sự dũng cảm nhưng phải đi kèm với sự cẩn trọng bởi vì đúng không ạ nếu như mà bạn dũng cảm mà bạn liều lĩnh đi kèm với ngu dốt thì bạn sẽ thất bại cho nên là giờ khi mà chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn thì chúng ta phải phát triển bản thân. Đây là cái mấu chốt thành công mà Huy chia sẻ anh chị để anh chị có thể bước ra khỏi vùng an toàn mà anh chị không có phải là bị uh, vấp hay là bị lọt hố hay là bị không an toàn. Chúng ta mà muốn muốn có thể là đảm bảo được là mình có thể vươn lên, bước phá và bước ra khỏi được vùng an toàn và vùng thoải mái của mình thì chỉ có một cách là phát triển tư duy trí tuệ hiểu biết tầm nhìn thôi. Và sau đó là nó chỉ cần thêm một cái nữa là cái chữ dám thôi. Được không ạ? Đa số mọi người không dám kinh doanh tại vì sao? Tại vì nỗi sợ. Và nỗi sợ thì thật ra nó cũng chỉ là một cái lời biện minh thôi anh chị. Nỗi sợ thì cũng chỉ là một cái lời biện minh của mình thôi. Vậy thì bây giờ làm sao để mình không phải có nỗi sợ đó nữa? Rất là đẹp, đơn giản anh chị Mình sợ thì mình đối mặt với nó đi Ví dụ như ngày xưa mình đi học đấy, Giống như lúc nãy Huy nói anh chị đó Cái môn học mà anh chị không thích Cái môn học mà anh chị sợ đó Là tại vì mình học không có hay Mình học không có giỏi Vậy thì bây giờ Mình chỉ cần làm gì để mình hết sợ nó anh chị Mình học giỏi đó thôi Đúng không Bạn sợ kinh doanh thì bạn làm gì ạ à? Học kinh doanh đi bạn sợ bị từ chối Học bán hàng đi Bạn sợ bán hàng đúng không Học bán hàng Bạn sợ không bán được hàng Khách hàng không 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 mua hàng Học marketing đi Anh chị hiểu mà Cái gì cái gì sợ thì học Giỏi lên đi à Không biết thì họ muốn giỏi thì học Bây giờ sợ kinh doanh là tại vì sao? Tại vì chưa bao giờ kinh doanh. Sợ kinh doanh là bởi vì không có kiến thức kinh doanh sợ kinh doanh là bởi vì sợ bán hàng tại vì sao tại vì không có kỹ năng bán hàng không có công thức bán hàng không có cái chiến lược bán hàng sợ không có khách hàng tại vì sao tại vì không biết là marketing không có công thức là marketing hoàn chỉnh không có chiến lược marketing đỉnh cao sợ bị từ chối tại vì sao tại vì không biết đàm phán đúng không vậy thì mình biết rồi vậy thì mình muốn thành công tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng thì phải làm gì thì bắt buộc rồi bắt buộc là thấy là à, bây giờ muốn kinh doanh đúng không? muốn kinh doanh thành công muốn bán hàng thành công muốn làm marketing thành công muốn đàm phán thành công vậy thì làm gì thì tham gia nhóm đèn lửa doanh nhân chạm tháo vàng đi tham gia nhóm đèn lửa doanh nhân chạm tháo vàng đi trong đó là được dạy hết á ừ anh chị nào thì để có nhiều anh chị anh chị để những ngày sau anh chị sẽ ghi, huy sẽ mời lên những anh chị uh, chia sẻ những cái hành trình sau khi mà các anh chị trải nghiệm nó anh chị học và rèn luyện trong nhóm rèn luyện doanh nhân chẳng thở vàng là các anh chị đã được hướng dẫn hết từng bước luôn đàm phán như thế nào công thức đàm phán làm sao từng câu từng chữ hướng dẫn marketing cầm tay chỉ việc luôn giờ không biết làm chỉ cho làm hướng dẫn cho tất cả câu từ tất cả chiến lược có hết rồi bán hàng thì sao tất cả các bước luôn đấy chiến lược kinh doanh chiến lược đàm phán chiến lược marketing tầm nhìn tất cả mọi thứ ơi chị hết, Huy đó rồi tại vì sao ạ? Tại vì cơ bản là gì? Bây giờ, bây giờ không biết thì học thôi anh chị. Chứ giờ sao ạ? Cái gì cũng có thể học được. Tôi đã đi học rồi, Huy đã đi học rất là nhiều những cái uh, triệu phú và tỷ phú và những cái diễn giả thành công trên thế giới rồi. Nên là Huy có thể chia sẻ là chị Huy hướng dẫn cho anh chị cái cách để anh chị có thể làm kinh doanh thành công. Mà anh chị không biết làm kinh doanh thì anh chị cứ học đi, Huy hướng dẫn nha anh chị tham gia vào nhóm luyện thì một cái điều rất là tuyệt vời đó là anh chị đồng hành anh chị sẽ có được cái đặc quyền là gì là anh chị được đồng hành với nhóm rèn luyện câu lạc bộ chọn đời luôn có nghĩa là anh chị có cái gì anh chị cần được phát triển anh chị có lúc anh chị học anh chị ứng dụng anh chị thực chiến luôn mà anh chị có cái gì anh chị cút mắt anh chị không có hiểu thì luôn luôn là câu lạc bộ luôn luôn là có những cái người sẵn sàng hỗ trợ anh chị hướng dẫn anh chị để anh chị có thể đảm bảo anh chị thành công đó là cái môi trường của câu lạc bộ của chúng ta, vậy ha. Đấy. Nên những anh chị nào nếu mà chúng ta muốn là chúng ta thấy năm nay mình phải phát triển cái công việc kinh doanh của mình, hay là để như mình thấy là mình chưa biết kinh doanh, mà bây giờ mình mình không thể nào chấp nhận là mình tham gia cuộc chơi tiền bạc, mình phải chiến thắng đúng không? Mình muốn chiến thắng trò chơi tiền bạc thì thôi. Thì bây giờ thay vì là mình lao ra ngoài kia, mình cầm tiền mình ra ngoài kia mình kinh doanh với một cái đầu rỗng, thì mình cũng mất hết tiền à Vậy thì thôi bây giờ mình đầu tư cho trí tuệ của mình. Mình đồng hành, mình tham gia vào nhóm năng luyện đi. Vừa có cái chiến lược, vừa có cái kiến thức, vừa có hiểu biết. Và vừa có cái sự đồng hành hỗ trợ luôn. Rồi sau đó là coi như là mình đi đâu thắng đó. Làm tới đâu, thành công tới đâu. Như vậy là đảm bảo là chiến thắng cho mình. Được không ạ? À? Rồi, à, thì Huy cũng chia sẻ cho anh chị. Để cho một số anh chị nào, nếu mà anh chị à, mong muốn mà có à, được cái... À, giống như là mình muốn muốn tìm tại huy biết là có những anh chị là giống như là chúng ta đã tìm cái phao á mà anh chị không có không trước giờ anh chị không có tìm ra được á. thì thì hôm nay huy sẽ chia sẻ anh chị để anh chị biết là uh, có cái uh, cái chương trình như vậy thì anh chị có thể là uh, ra quyết định để có thể liên hệ với lại nhóm trưởng nhóm học tập của chúng ta để chúng ta có thể là tham dự uh, nhóm rèn luyện dân nhân dân dạng đó vậy được không ạ à? rồi thì chúng ta sẽ đào tạo rèn luyện và phát triển về uh, kinh doanh anh chị ha hướng dẫn cho anh chị cho tới khi anh chị thành công luôn thành công rồi đồng hành tiếp học tiếp cũng được thoải mái nó là cái đặc quyền cho những anh chị tham gia vào nhóm luyện luôn ok chưa đó à, thì đó là cái phần bài học hôm nay huy chia sẻ ở đây anh chị ha à, hy vọng rằng là những cái kiến thức ngày hôm nay huy chia sẻ thì có thể giúp anh chị à, tốt nghiệp được một số những cái bài học để chúng ta có thể là à, có được những cái sự thay đổi À, trong cuộc sống của mình ha. À, hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị em vào cái à, buổi Zoom ngày mai. À, chúc các anh chị em chúng ta có được một buổi tối, một cái giấc ngủ tràn ngập ý niệm về sự thành công, Sao có, khỏe mạnh, lành lặng, thông minh, may mắn, tự do và hạnh phúc cho bạn ha. Hôm nay là một ngày thành công về tài chính. Hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công, bạn là người thành công. Xin ra trên đời chúng ta là những người thành công, xin ra trên đời chúng ta là những người chiến thắng và hẹn gặp lại bạn ở trên đỉnh vinh quang. Rồi, chào tạm biệt các chị bạn. Xin yêu quý các chị bạn luôn.